Kính bạch Thầy, con xem rất nhiều bài giảng chia sẻ của Thầy về quan điểm của nhà Phật đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Con xin Thầy giải đáp giúp con một câu hỏi mà con chưa rõ. Con làm ở Hà Nội, hàng ngày đi trên đường thường xuyên nhìn thấy các đám tang, đám cưới, vân vân. Họ thường giải vài đồng tiền có mệnh giá nhỏ ra đường, đặc biệt là ở ngã ba, ngã tư, các chỗ có gốc cây to, các cầu cống, các chỗ có tai nạn, vân vân. Con thấy rất là lãng phí và đã thường xuyên nhặt những đồng tiền này khi điều kiện đảm bảo an toàn giao thông cho phép. Có những ngày nhặt được cũng hỗ trợ được chút ít tiền xăng đáng kể. Con xin Thầy giải đáp việc làm của con có được coi là việc xấu hay không? Việc làm của con có đem lại vận xui cho bản thân mình không? Tinh thần của Đạo Phật về vấn đề này thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Đó, ở đây có ai đi nhặt cái đồng tiền hay không? Phật tử Ba Vàng chắc không ai nhặt phải không? Đấy thì bạn Phan Ngọc Triều, bạn hỏi về cái chuyện cái tiền á, người ta rắc lộ để rắc đường á, nhất là đám ba. Đám cưới thì Thầy không thấy có ai rắc mấy đâu. Bạn này bạn bảo có cái đám cưới nhưng mà thầy chưa nhìn thấy đám cưới nào mà đi rắc cái tiền này. Nhưng đám ma là rắc nhiều. Thế rồi đi đón các cái hài cốt ấy, vào nhất là cốt liệt sĩ, tức nghĩa là liên quan đến cái chết. Thì người ta hay rắc cái tiền này, mà người ta rắc ấy, người ta rắc là rắc tiền vàng, giấy mã, tiền mã đấy, tức là tiền âm phủ á. Thế nhưng có nhiều đám thì họ rắc tiền thật, cái loại 1.000, 500 đấy, 200, 1.000, 2.000 đấy, những nhà có điều kiện thì họ rắc cái đó đấy. Thế thì Phật tử này á, cái bạn Phan Ngọc Triều này, bạn nói là bạn cũng thấy nhiều thế và bạn cũng thỉnh thoảng bạn đi bạn nhặt thì cũng đỡ được tí tiền xăng, chắc là cũng được với nhặt được 20.000 thì cũng được lít xăng rồi, đúng không? Đó. Thế và đi đường thì chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy những cái đồng tiền đấy nó bay bay ra, tiền thật. Tiền giấy thì khỏi nói, tiền giả thì cũng nói rồi. Thì bây giờ bạn hỏi là thứ nhất là cái việc làm ấy thì bạn làm có phải là việc xấu không? Thứ hai là làm như vậy có đem lại vận xui cho bạn không? Và tinh thần của Đạo Phật thì thế nào? Thì kính thưa đại chúng, trước hết thì Thầy nhận định thế này. Cái việc mà bà con nhân dân ta đối với người mất ấy, khi đi đưa tang, khi mà gọi là di quan, đi hỏa táng hay là đi chôn, phải đi đón hải cốt vân vân, sinh ra cái việc rắc tiền vàng, rồi từ vắc rắc tiền vàng lại đến rắc tiền thật dọc đường, thì nó có mấy cái lý do này. Thứ nhất ý, là họ nghĩ là thế này này, rắc tiền nó giống như là đánh dấu á, để cho vong linh nhà mình ý, biết đường mà về. À, từ nhà đi là rắc từ nhà, để rắc đường gọi tiền, gọi là tiền dẫn lộ đấy, gọi tiền dẫn lộ. À, cái đồng tiền này đồng tiền đánh dấu, à, đánh dấu để cho vong linh nhà mình biết bây giờ đưa ra quả nghĩa địa xong tí nữa biết đường mà về, sợ vong linh lúc chết là gọi là thần hồn nó rối loạn mờ mịt, cho nên là nhờ những cái dấu đồng tiền này mà biết đường mà về nhà. Đấy, ra mộ xong biết đường về nhà. Đấy là một cái suy nghĩ, một quan niệm. Thứ hai là nghĩ là rắc tiền này á, là để cho vong linh. Ê, dọc đường này có tiền uống nước tiêu pha, wow, giống lộ phí đấy. Đi đường phải có tiền đi đường. Giống như nhà mình chưa tăng đi đường thì Thầy cũng phải cho tiền đi đường. Thì họ nghĩ vong linh cũng phải thế chứ. Một là cho tiền âm phủ, còn mà khá giả thì cho tiền dương trần luôn, cho tiền thật luôn, để có tí tiền mà đi đường chứ, nghĩa là trong tâm mình cũng thấy thoải mái, chứ không vong linh thì chết thì đã chả có đồng nào, bây giờ phải cho tí tiền đi đường, phải không? Lỡ khát nước vào chỗ nào đấy uống nước, quán nào đấy, có quán âm phủ nào đấy vào đấy uống nước, có chợ âm phủ nào đấy, mua tí gì đấy, Hà Nội có chợ âm phủ đấy. Đó, đấy là quan niệm thứ hai là cho vong linh. Nhá, cái quan niệm thứ nhất ấy, cái suy nghĩ thứ nhất ấy là để đánh dấu cho vong linh biết đường mà về mà đi. Cái suy nghĩ thứ hai là cho vong linh, à, gọi là thêm tí tiền đi đường. Cái thứ ba
Họ suy nghĩ là gì? Là tiền này là tiền giống như mãi lộ cho các cái vị quan, gọi là quan quan đạo lộ đấy, những vị quan quỷ thần dọc đường, gọi là hối lộ cho các vị, nghe không? Đi đâu cho các vị vui vẻ hoan hỷ, tôi bố thí cho các vị vui vẻ hoan hỷ. Thế để các vị không không hành vong linh nhà tôi, nghe không? Tôi đưa vong linh nhà tôi ra nghĩa địa dọc đường thì cũng có những cái vị thần đường và vị quan cai quản đạo lộ đấy. Thế thì tôi cứ giải cho các vị nhé, các vị đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, dắt cho các vị để cho vong linh nhà tôi đi cho thanh thang thoải mái, không các vị này cảnh sát này bắt bớ thì phiền. Quan niệm như thế, nghĩ là tiền này là biếu cho các quan đạo lộ dọc đường đó. Nó chỉ là loanh quanh thế thôi, chứ không có cái gì khác đâu ạ. Thưa với đại chúng, nghĩ như vậy. Cái nghĩ này là hoàn toàn theo kiểu dương trần, phải không? Ở dương trần này mình đi thì cũng thế, cũng cần có tiền đi đường thôi thì cũng thế nọ thế kia, rồi phải biếu cho cái anh dọc đường cảnh sát cảnh giác nó tuyết còi thì cũng biếu, ví dụ thế đó. Thế thôi. Thế nhưng bây giờ vấn đề chúng ta phải xét lại, vậy cái này thì nó có có cần thiết hay không, mà có đúng không, có lợi ích thật không, theo cái nhìn của đạo Phật, tinh thần đạo Phật. Thế chúng ta biết là cái việc nếu chúng ta mà dắt tiền âm phủ, tiền vàng âm phủ cho người mất ấy thì đã là vô ích rồi, phải không? Thứ hai, cái chuyện mà đánh dấu thì lại cũng càng không đúng. Thế giới tâm linh ấy, người ta chả cần phải đánh dấu đâu thưa đại chúng. Người ta nghĩ đến nhà lập tức người ta về đến nhà. Người ta có thể ở tận Sài Gòn mà người ta nghĩ ở đây cái lập tức người ta về, giống như sóng điện vậy đó. Thầy đã từng giảng cái này rồi, họ đi như sóng điện ấy. Tâm tưởng họ đến đâu là họ về đấy rất nhanh. Thế giới của tâm linh tinh thần nó là thế. Ở Mỹ mà họ nghĩ cái họ về đây ngay. Tốc độ họ đi cũng giống như là sóng điện từ này này, giống như ánh sáng ấy, nhanh lắm. Cho nên chẳng cần phải đánh dấu. Nghe không? Không cần phải đánh dấu mà họ chả lạc đường đâu. Chả có lạc đường. Đấy, vong linh này, họ rành lắm, không lạc đường đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cho nên cái chuyện bảo giải tiền để đánh dấu cho vong linh không lạc đường, nhớ đường mà về, cái đó là không đúng, không thiết thực. Thứ nữa là cái chuyện bảo là giải tiền để cho vong linh có tiền lộ phí đi đường. Thì chúng ta biết vong linh có tiêu được cái tiền đi đâu. Đấy, giải ra bao nhiêu thì vẫn còn nguyên bấy nhiêu. Kể cả giải bằng vàng thì cũng thế thôi. Vong linh có tiêu được đâu. Cho nên vong linh thì nó không tiêu tiền đấy. Cho nên chuyện rắc giải đấy là không lợi ích. Thứ nữa, đúng ra xét về gọi là cái luật mà gọi là bảo vệ tiền của nhà nước, mình còn vi phạm pháp luật đấy. Tức là mình gọi là hủy hoại tiền nhà nước ấy. Đốt này, xé này, vứt đi, linh tinh như thế, dẫm đạp lên, là mình có tội đấy chứ không phải không đâu. Vì trong đồng tiền nhiều khi là có in hình cả hình Bác Hồ trong đó chẳng hạn. Và cái luật bảo vệ tiền của nhà nước là ta không cho phép làm cái chuyện mà vứt bừa vứt bãi đốt tiền, kể là đồng tiền của mình đấy, mình không được phép đốt, không được phép hủy đâu. À, nó là của mình nhưng luật nhà nước không cho phép, vì đồng tiền nó là một cái vật đặc biệt, chứ không phải là của nhà tôi muốn dùng thế nào thì tôi dùng, nó không phải đâu. À, mình mà đem tiền ra mình đốt là mình phạm pháp đấy, là bị xử phạt đấy, chứ không phải không. Ê, cho nên cái việc làm ấy là vừa không lợi ích cho người mất mà lại còn không đúng pháp luật, vi phạm pháp luật luôn đấy, vứt bừa vứt bãi. Tất nhiên ở mình thì cũng không mấy ai người ta đi bắt những trường hợp đấy, phải không? Người ta cũng nhẹ nhàng thôi. Thế và cái thứ ba là bảo để biếu cho các quan đạo lộ để nó không hành vong linh nhà mình, thì cũng thế thôi. Các quan đạo lộ, các vị thần ấy thì họ cũng đâu có dùng được cái tiền trần này đâu, không dùng tí nào. Đó. Cũng như vong linh nhà mình đã có dùng nữa đâu. Cho nên ấy, những việc làm đó là đều không lợi ích, không đúng luôn. Nghĩ như vậy nhưng không phải vậy. Ta nghĩ như vậy nhưng thực tế nó không đúng như thế. Cho nên cả ba cái nghĩ như thế đều là không đúng chân lý, không có sự thật. Đó.
Vậy thì bây giờ làm thế nào để mà cho nó tốt nhất trong đám tang đám ma này đối với vong linh đã mất? Thì chúng ta biết rồi, chi bằng cái đồng tiền đó ta giải dọc đường, ta mang đến ta cúng dường Tam Bảo, làm phước đến chúng tăng, hồi hướng phước báu ấy thì vong linh lập tức nhận được, quỷ thần ở đây cũng nhận được. Con xin cúng dường hôm nay, con cúng dường Tam Bảo, cúng dường đến chúng tăng 5 đồng, 3 đồng này con hồi hướng cho các vị quan dọc đường này nhé. À, các vị được. À, hồi hướng cho vong linh nhà con, vong linh nhà con được. Thì Tam Bảo là cái chỗ trung chuyển. Thầy có nói vui, Tam Bảo là cái chỗ trung chuyển để chuyển hóa thành phước báu. Các vong linh họ chỉ nhận được phước báu thôi. Đấy, cái câu chuyện mà ngã quỷ ngoại bức tường á, ông vua Bình Sa đấy đại chúng á. Đại chúng tục hàng ngày đấy. Quyến thủ của ông ấy đói khổ về, ông cúng dường mà không hồi hướng cho, cúng dường Phật nhưng không hồi hướng cho họ, họ vẫn đói khổ. Thế hôm sau ông thiết trai, ông cúng Phật, ông hồi hướng cho, lập tức họ được sinh thiên luôn. Đó. Thế cho nên cái việc mà giải tiền, ở đây tiền tiền âm phủ thì thầy không nói rồi, nó đã trả lợi ích gì rồi, mà kể cả là tiền thật cũng không lợi ích gì. Thì tốt nhất ấy là ta không nên giải như thế. Vừa là chúng ta làm là cái việc không đúng pháp luật, thứ hai là ta làm ô nhiễm môi trường, đúng không? Ô nhiễm môi trường không tốt, giấy tiền bay lung tung đó, đó. Và vong linh không được lợi ích gì. Ta không nên làm, không đúng, lại còn gieo rắc cái mê tín cho người khác nữa. Thế hệ sau họ không được nghe cái bài thầy lại giảng, họ cứ nghĩ là phải giải, phải rắc như thế, gieo rắc mê tín, gieo rắc tà kiến đấy. À, cho nên không làm. Mà tốt nhất ý, đối với người đã mất là chúng ta làm phước cho họ, đấy là tốt nhất. Dù nó chỉ là 3.000, 5.000 ta cũng không lãng phí, ta làm phước cho họ, phải không? Vẫn được lợi ích hơn là ta vứt đi như thế. Đó. Thế rồi, thế còn bây giờ bạn ấy hỏi rằng bạn ấy nhặt những cái đồng tiền ấy thì sao? Thế thì bây giờ lại liên quan đến cái chuyện cái người ta mà giải cái đồng tiền đó, cái tâm người ta là muốn cho ai? À, ví dụ tâm này là cho vong linh nhà người ta, tâm này là cho ông quan đạo lộ dọc đường đi, nghe không? Tâm người ta cho cái đấy, nếu mà vong linh người ta mà cũng đồng ý nhận, mấy ông quan ở dọc đường cũng đồng ý nhận, thì là thuộc của người ta rồi đấy. Cho nên trong nhà Phật mình có nói là vật của quỷ thần. Có những thứ thuộc quỷ thần của người ta. Ở cái miếu này, ở cái đền này có con quỷ, có vị thần ở đấy, thì những cái thứ ở đấy là thuộc của người ta đấy. Mình lấy là người ta cũng quả phạt mình đấy, chứ không phải không đâu đấy. Cho nên cái tâm của cái người giải cái đồng tiền này, người ta bảo tôi giải này là cho người thân tôi làm lộ phí đi đường. Mà nếu người thân của họ mà khởi cái tâm là tôi nhận cái này, mặc dù họ khởi tâm nhận nhưng họ không dùng được, nhưng họ khởi tâm nhận thì đồng tiền đấy nó vẫn gọi là có chủ. Mặc dù nó bay trên đường đấy, nhưng nó vẫn là của cái vong linh đấy đấy. Nhà Phật mình vẫn thấy là nó vẫn thuộc một cái vong linh, một cái quỷ thần đấy, nếu khởi tâm. Đại chúng hiểu không nào? Cho nên mình lấy á, về mặt trần này á, thì đồng tiền này, đồng tiền rơi, đồng tiền vãi cũng không ai quan tâm, mình lấy thì cũng không ai bắt tội mình đâu. Mặt trần ngõ, nhưng về mặt tâm linh, nếu như cái vong linh đấy họ khởi tâm, họ chấp thủ, họ cho rằng đấy là của họ, hay những quỷ thần đấy họ bảo đây là người ta cho tôi, quỷ ở cái cây ở trên đường đi đấy như thế, mà mình lấy, họ cũng chấp thủ thì họ cũng sinh chuyện với mình đấy. À, tất nhiên cái loại mà một đồng hai đồng thì họ cũng nhẹ nhàng thôi, phải không? Không phải lớn lắm, nó không chấp nhiều. Đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận mà. Còn cho nên ấy, thầy thực ra thì chúng ta nhặt những đồng tiền đấy, về mặt pháp luật nhà nước thì một vài đồng lẻ nếu không ai bắt, còn chúng ta nhặt được của rơi ấy, thì chúng ta cũng nên trả lại người đánh mất. Đây không phải là của rơi, mà đây là của người ta cho đi, hẳn hoi rồi, có phải không? Về đạo đức, nếu chúng ta nhặt được của rơi, chúng ta nên gửi tìm trả lại cho người đánh mất, mình không nên lấy của rơi. Còn đây thì mình xác định không phải là của bỏ rơi, mà đây là của cho, rõ ràng người ta cho vong linh, cho quỷ thần. Nó có cho rồi, có chủ cho rồi. Đó.
Thế cho nên ấy, mình không biết là cái vong linh, cái quỷ thần đấy họ có đồng ý nhận hay không, chưa biết. Thế mà cứ dám lấy của người ta thì cũng rất là liều đấy. Phải không? Đấy, Trạng Quỳnh đến vay tiền bà chú Liễu đấy, đại chúng nhớ câu chuyện này không? Trạng Quỳnh vay tung đồng tiền đấy. Nó xoay xoay thế mà, nên là tiền múa là Chúa cười, thế là coi như là Chúa đồng ý rồi, thế là ông đến ông đổ hết cả cái đống tiền ở trong cái đền của bà chú Liễu ấy. Đấy là ông cũng làm liều đấy chứ, hiểu không? Còn mình đã biết về thế giới tâm linh rồi không làm liều thế được. Cái đồng tiền đấy nếu cái người thí chủ người ta bỏ đấy, người ta nói là cho ai rồi thì mình cẩn thận nha. À, mình lấy nó cũng không phải là hay. Thế còn nếu thế này, thầy nghĩ thế này, Phật tử này á, hoặc là chú này này nghĩ là thôi tôi xin nhặt những đồng tiền này tôi cúng vào Tam Bảo, và thí chủ hồi hướng cho ai thì tôi xin hồi hướng giúp cho vào cái người đó, cái vong linh đó, quỷ thần đó, thì thầy nghĩ thế sẽ rất là tốt. Chứ còn mình lấy về tuy đỡ được vài đồng tiền xăng đấy, nhưng mà cũng lo đấy, đấy lo cho nên phải biết hỏi thầy thế này. Chứ mà không lo, không sợ thì làm gì phải hỏi, cứ mà thế mà xài thôi chứ. Nó có ai nấy. Này chú hiểu không? Không biết cái đồng tiền này mình nhận rồi nó có xui không? Đó. Thế cho nên tốt nhất thôi, cứ cúng vào Tam Bảo thì yên tâm. Không phải thầy Thái Minh nói thế để cái gì cũng cúng Tam Bảo, nhưng mà đấy là một cách duy nhất để chuyển hóa. Mà mình cũng được phước. À, mình không để những đồng tiền nó bị lãng phí, à, mất của tài sản nhà nước, nhưng mà mình lại giúp cho những vong linh đó đó, những quỷ thần đó được phước. Mình theo tâm của thí chủ, thí chủ gì thôi xin Tam Bảo triển truyền cái phước này đến cho các vị, à, thì đấy là cách hay nhất. Nhưng chúng ta cũng không nên tiêu những cái đồng tiền đấy vì không biết là nó có chủ hay không. Đã không biết thì đừng có làm liều. À, mình không tốt. Cũng giống như ai đến chùa này, ở chùa là có chủ hết ấy. Tất cả các thứ ở chùa có chủ. Ai mà tự ý lấy là đều bị quả phạt đấy. Hộ pháp tao quả phạt đấy. Nha. Khi mọi người đến đây cúng, cúng Tam Bảo, cúng Phật đi. Cụ Phật tượng này thì cụ không dùng tiền, không tiêu tiền. Nhưng mà cụ đã giao cho rồi, cụ giao à, chư tăng ở đây là thay mặt cho tôi nhận và quản lý những cái này. Luật Phật mà. Đức Phật chế cái luật đó. Chứ tăng là người thay mặt Tam Bảo để mà quản lý tài sản của Tam Bảo. Đó. À, mặc dù cụ Phật tượng thì cụ không tiêu. À, nhưng có mấy cụ tăng này là cụ quản lý rồi. Đó. Cho nên đến đây mà lấy cái gì là lấy của người có chủ rồi đó. Không được. Đại chúng hiểu không nào? Nhá. Đấy thì thầy xin chia sẻ và trả lời cho bạn Phan Ngọc Triều này để hiểu. Nghe không? Lần sau nếu có thấy có nhặt thì nên để vào đấy, hay là cúng vào một cái ngôi chùa Tam Bảo nào đó, xin hồi hướng cho những cái vong linh nào là chủ nhân của số tiền này. Nghe không? Họ được phước và mình cũng làm được một việc phước, thôi coi như mình làm việc phước. Đó, hay hơn là mình tiêu được một ít nhưng mình áy náy. Thế sau này nó xảy ra chuyện gì mình bảo có khi tại do mình đổ cái xăng này bị tai nạn, đúng không? Phiền lắm. Nên làm thế mình thanh thản lòng mình. Đó, thế nhá. Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật mà. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên có thể nói đạo Phật là đạo hiếu. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta thờ cúng ông bà tiên tổ chính là đạo Phật đấy. Đó chứ không phải không đâu. Những ai bảo tôi thì không biết Phật thế nào, nhưng mà tôi thờ ông bà tiên tổ. À, báo hiếu ông bà tiên tổ, đây cũng là theo tinh thần đạo Phật đấy, chứ không phải không đâu. Thế thì cái những năm tháng qua thì cái hiếu đạo nó cũng bị ảnh hưởng do cái cuộc sống nó phát triển, cái đời sống vật chất nó lên cao, nhưng mà cái đời sống về đạo đức tinh thần nó lại xuống cấp, nhất là trong giới trẻ. Cho nên ấy, con trẻ bây giờ nghĩ về chữ hiếu rất là ít. À, các cháu thì chỉ nghĩ đến tiền nhiều, đòi hỏi cha mẹ nhiều. Cho nên cái đó là cái điều mà thầy rất là lo. Thực sự nhiều năm tháng rồi thầy rất lo. Lo làm sao để mà cho cái hiếu đạo nó phải được giữ gìn và được phát huy.
giữ gìn phát huy thì mới có thể hy vọng dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc tốt đẹp được, hy vọng đất nước chúng ta mới tốt đẹp được. Thì trong Hiếu Kinh có nói đấy, hiếu mà cảm đến trời thì thế nào, mưa thuận gió hòa, và ông cảm đến đất thì mùa màng tươi tốt, và cảm đến người thì mọi cái nó an vui. Trong gia đình nào cũng thế, các con cái mà hiếu thuận với cha mẹ thì gia đình đó cũng an vui và hạnh phúc. Cái xã hội mà toàn là những con người hiếu hạnh cả thì đại chúng thấy rất hạnh phúc. Cho Đức Phật của chúng ta là đệ nhất hiếu hạnh. Nói Ngài Mục Kiều Liên là trong hàng đệ tử Phật thôi, chứ còn nếu nói người hiếu hạnh nhất thì phải là Đức Phật. Và đó, thế cho nên chúng ta thì cái tiết Vu Lan là cái tiết để mọi người ngồi lại với nhau, gặp gỡ nhau, để sách tấn nhau, nhắc nhau, nhớ và hiếu đạo. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi miếng cơm manh áo mà chúng ta quên đi câu hiếu đạo, mà quên đi cái tình nghĩa, cái ân nghĩa của mẹ cha, cái ân đức của tiên tổ. Nhiều khi chúng ta thế. Nên cho cái việc hâm nóng lại vào cái đạo hiếu, vào rồi phải cho thổi bùng nó cháy lên cái ngọn lửa của hiếu đạo. Thầy nghĩ là cái điều rất cần thiết trong một cái xã hội, một cái thời đại công nghiệp như thế này, thời đại mà con người ta nặng về vật chất như thế này, thì mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta phải trở thành những cái cây, thầy nói là gọi thành những cây đuốc sống về hiếu đạo, thể hiện thật rõ. Và nếu mà mình mà chưa hiếu thì mình phải tập, phải rèn bằng được. Hiếu với cha, với mẹ, hiếu với tổ tiên, hiếu với thầy tổ của mình, rồi hiếu với dân, với nước nữa, và hiếu với chúng sinh. Đức Phật là thực hiện cái hiếu với chúng sinh. Đấy, chúng thấy cho cái chữ hiếu nó không phải đơn thuần, phải không? Đó, là cái việc đền ơn đáp nghĩa, là tất cả những cái nghĩa cử cao quý lắm. Đó. Thế thì hôm nay là ngày 14 tháng 7, tăng ni Phật tử chùa chúng ta cũng đã tham dự nhiều lễ Vu Lan, các chùa chi nhánh, thế rồi tại chùa chúng ta, chùa lớn, nhà lớn Ba Vàng thì đã có đại lễ Vu Lan rồi. Và chương trình cũng rất là xúc động, rất là mọi người, thầy nghĩ là mọi người cũng được bồi dưỡng thêm cái hiếu tâm. Thế mà làm sao cái hiếu đạo này nó đã gọi là đạo, tức nó phải rất là tự nhiên, nó không phải còn là, không phải còn chỉ là nghĩa vụ hay bổn phận nữa. Đó, chúng ta phải hiếu là một cái rất là tự nhiên, từ trong sâu thẳm trong tâm chúng ta. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta đang học về tích truyện pháp cú. Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 4, có tựa đề là không lấy oán trả oán. Thầy nhắc lại một chút về cái câu chuyện của bài số 4. Hai bà vợ, bà vợ cả, bà vợ hai, bà cả không có con thì đi cưới chị vợ cho chồng. Thế bà hai về thì có bầu, thì là bà cả là ghen, sợ mình sẽ mất quyền hành trong cái ngôi nhà này, cho đã tìm cách hãm hại bà hai, vào làm cho bà hai coi như là ba lần chết thai, và cuối cùng là bà hai cũng chết luôn. Thế là hai bà từ đó là hận thù với nhau, phát ra những cái lời thề độc, vào thề sẽ giết nhau, thề sẽ giết con của nhau. Và cứ thế hai bà sau khi hết cái kiếp này thì tái sinh, kẻ thì làm gà, kẻ thì làm mèo, rồi bắt trứng của nhau, rồi giết nhau, rồi kẻ làm beo, kẻ làm nai, rồi nhiều kiếp như thế, ân đoạn gọi là oán kết với nhau. Thế đến cái kiếp mà một vị thì làm người, một vị thì làm la sát, quỷ la sát, bắt con của nhau ăn thịt, là quỷ la sát bắt con thịt. Thế cuối cùng thì đủ cái duyên được gặp Đức Phật, và nhờ Đức Phật hóa giải được cái oán kết này. Chứ không thì nó mãi mãi. Đó. Và cũng từ cái nhân duyên này mà Đức Phật mới thuyết cái bài kệ này: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Với hận thù mà đem đi để trừ cho hết hận thù thì không có.
chúng ta đem cái tâm hận thù đi mà để bảo là để cho hết hận thù, đem hận thù đi trả thù nhau thì để làm sao hết được hận thù? Đó, giống như lấy lửa để dập lửa thì không thể nào hết lửa được. Nước mới dập được lửa. Đấy, thế lấy hận thù mà đi để dẹp hận thù thì làm sao hết được? Cho nên lấy hận mà diệt hận thù không thể hết được. Mà không hận mới diệt được hận thù. Và đó là quy luật. Đó là đúng nguyên lý. Thế mà đời này chúng ta biết rồi, phải không? Trong cuộc đời này nó rất nhiều cái khiến cho chúng ta xích mích với nhau, mâu thuẫn với nhau. Rồi từ đó trở nên hận nhau, thù nhau nhiều lắm. Có khi chỉ là vì miếng cơm manh áo cũng trở thành hận thù. Vì ái tình cũng trở thành hận thù, phải không? Cho nên người ta nói là tình, tiền, tù, tội, mấy cái thứ đó thôi. À, đời chúng sinh thì loanh quanh mấy cái đó. Danh lợi, tình, tiền, tù, tội, mấy thứ đó là sinh thù, sinh hận. Chỉ vì gốc của nó là ái dục mà thôi. Từ ái dục mà sinh ra hết những chuyện đó. Tham ái. Tham ái rồi sinh sân hận. Thù, hận thù nó thuộc về sân hận, tâm sân. Mà từ tham ái mà sinh ra, không thỏa mãn, phải không? Thì sinh ra sân hận, rồi thù hận nhau. Đó. Thì đối với cuộc sống phàm phu của chúng ta, thưa đại chúng, không thể tránh khỏi những cái chuyện xích mích hận thù nhau. Hận thù người cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể, rồi có khi quốc gia với quốc gia cũng hận thù nhau. Đấy, chứ không phải không đâu, thưa đại chúng. Thầy đã nhớ trước có cái câu chuyện hai cái làng sát nhau. Thì từ làng này có một người sang làng kia ăn trộm. Thế là làng kia đánh chết cái người của cái làng này. Từ đó là hai làng thù nhau nhiều năm. Cứ dân làng này mà đi qua dân làng kia là dân làng kia xông ra đánh. Và làng này sang qua làng kia cũng bị đánh. Rất nhiều năm đấy, thưa đại chúng. Và mãi về sau mới có một cái nhân duyên để hóa giải được cái hận thù này. Hai làng, thầy đã biết cái câu chuyện đó, thầy chứng kiến luôn. Đấy. Thế còn bây giờ các cái bộ tộc họ cũng có thể có những cái hận thù chiến đấu với nhau, rồi cho đến quốc gia cũng thế, mâu thuẫn với nhau, rồi hận thù nhau. Chúng ta thấy cuộc đời này nó có khổ không? Đấy, toàn sống trong hận thù. Chiến tranh là gây hận thù nước này nước kia đấy, à. Đấy, gây hận thù với nhau. Hai nước chiến đấu với nhau là khiến cho dân bên này hận thù dân bên kia. Biết bao giờ cho hóa giải hết những cái hận thù này. Mà khổ lắm đại chúng đấy, chiến tranh là khổ. Chúng sinh thì chiến đấu với nhau, đầu tiên là bằng những đao binh của miệng lưỡi. Miệng lưỡi chiến đấu với nhau. Xong rồi là chân tay đánh nhau. Chân tay xong rồi nữa thì vũ khí đó. Chân tay giờ thì không ai đánh nhau bằng chân tay nữa rồi. Dùng vũ khí, súng ống, đạn dược. Và những cái loại vũ khí mà cao cấp có thể giết người hàng loạt được. Như là bom hạt nhân thế, vào khủng khiếp lắm. Cho nên bây giờ gọi là chiến tranh hạt nhân là cái đáng sợ nhất. Ấn nút một cái thôi là có thể chết coi như là cả một vùng luôn. Đấy, thưa đại chúng, thật sự là cái đáng lo. Và đấy, nhiều nước vẫn cứ chạy đua vũ trang để trang bị vũ khí hạt nhân cho mình, để lấy đó để mà dọa thiên hạ. Đó, thưa đại chúng, nó là thế đấy. Đấy. Nhiều nước là chạy có cái này. Đấy, cho nên là ông mà khiêu khích tôi là tôi cho ông một quả hạt nhân đây, bom hạt nhân đó. Đó, thưa đại chúng, như thế đấy. Thì chúng ta thấy quốc gia nó cũng là con người. À, các Phật tử tư duy xem, cái chuyện quốc gia nó cũng là chuyện con người với nhau thôi. Đấy, là chuyện của tâm với tâm mà thôi. À, tâm tham, tâm sân, tham thị trường, tham mở rộng bành trướng quốc độ của mình ra, tham tài nguyên, tham này khác, đấy là tham. Thế rồi sân nhiều khi là thù nhau, hai ông coi như là nguyên thủ thù nhau, là đem binh đánh nhau. Đấy, thưa đại chúng, nó vẫn là chuyện của con người. Mà đã là chuyện của con người thì vẫn là chuyện của cái tâm. Thế cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta đấy, Ngài nắm được cái gốc là Ngài xử lý cái chuyện tâm thôi. Xử lý chuyện tâm là chuyện của con người.
Cái tâm mà ổn rồi thì mọi cái nó ổn. Đấy, cho nên trong nhà Phật mới có câu gì? Tâm bình thì gì? Thế giới bình. Đấy. Tâm chúng ta bình, an bình thì thế giới lại bình an. Thế còn tâm chúng ta mà nó đấy đầy hận thù, đầy tranh đấu như vậy thì làm sao an được? Thưa đại chúng, đấy. Đất nước chúng ta thì đã cũng mấy chục năm hòa bình, không có chiến tranh rồi. Những ai sống trong thời kỳ chiến tranh thấy khổ lắm. Bảo nghe tiếng súng, nghe tiếng bom, nghe tiếng đạn nó rít lên, rất là sợ, hoảng loạn lắm. Cho nên cái trong cái thời bình này mà nghe tiếng súng nổ rất là sợ. Rất sợ. Chúng ta thấy đấy, chiến tranh từ đâu? Từ tham, từ sân mà ra phải. Gốc của chiến tranh từ tham, từ sân mà ra. Đó. Từ tham sân thôi chứ chả có cái lý do gì cả. Đó. Nếu không có tham sân, tâm người không có tham sân thì chả có chiến tranh làm gì cả. Đấy, thưa đại chúng. Mà tham sân lại từ đâu? Lại từ si mê, từ không liễu đạo, từ không hiểu đạo mà ra. Cho tất cả các bậc thánh nhân ấy. Các bậc thánh nhân thì người ta sống an hòa với nhau. Đó. Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền là sống an hòa, hạnh phúc lắm. Đó. Các ngài có bao giờ phải tranh đấu gì đâu. Còn chúng sinh chúng ta động một chút là chiến đấu, là binh đao, lấy lưỡi này làm gươm đao mà chiến đấu với nhau. Wow. Sát phạt nhau bằng cái lưỡi, không xong thì bắt đầu đến tay chân, mà tay chân không xong thì vũ khí. Đó, chúng ta nhớ. Nó thế thôi. Tư duy ra nó thế thôi. Cho nên Đức Phật thì mới dạy là sao? Nếu hận thù mà đem đi để mà muốn trừ diệt hận thù không bao giờ có. Wow. Phải lấy cái tâm không hận thù thì mới có thể diệt được và dứt được hận thù. Và đó là cách sống để sống chung hòa bình và an lạc đấy. Nhân loại chúng ta phải học thuộc cái bài này này thì mới có thể có một thế giới hòa bình được. Đấy. Chứ còn không thì không hết được. Thế nhưng chúng ta cũng biết đấy, cái hận thù này đấy nó cứ giống như hai bà vợ bà cả, bà hai này cứ thế mà gọi là oán nhau kiếp này kiếp sau. À, mày hại tao, tao phải hại mày. Thưa đại chúng, thế đấy. Nó không hết được. Cho nên chỉ có khi chúng ta gặp chánh pháp của Phật thôi thì bắt đầu mới có cái xả tâm. Có cái xả tâm mới buông xả thôi. Vào, tha thứ. Nó hại mình thôi nhưng mình tha thứ. Cho nên người con Phật chúng ta thì luôn luôn sẵn sàng làm lành trước. Có thể hòa hại mình đấy. Nhưng thôi mình cũng sẵn sàng làm lành trước vì mình muốn hòa bình, mình muốn an lạc. Chứ không, mình không muốn đấu tranh, không muốn chiến tranh, không muốn khổ đau. Và cái sâu xa hơn nữa thì mình lại còn thấy sâu hơn nữa là cái người làm khổ mình đấy xét cho cùng cũng đã từng là quyến thuộc của mình. Và Đức Phật thấy thế. Chẳng qua luân hồi lộn kiếp nhiều rồi không còn nhớ ra nữa thôi. Đó, không còn nhớ ra nữa thôi. Đó, xét sâu ra là thế. Cho nên chứ các bậc thánh nhân họ thấy hết như thế cho nên họ có bao giờ giận ai đâu. Không giận, không thù ai được. Phải không? Đó. Giận người này ư, người này kiếp trước là con mình. Giận người kia ư, người kia kiếp trước là bố mình. Không giận được. Không thù được. Cho thành thánh nhân tự nhiên như vậy. Thưa đại chúng, đặc biệt đấy. Trên thế giới của thánh nhân là thế giới của bình an, của hạnh phúc chân thật. Còn phàm phu chúng ta thì đau khổ, thưa đại chúng. Luôn luôn là chiến đấu, luôn luôn là nuôi dưỡng hận thù. Đấy. Thế đấy là cái bài số 4 hôm trước chúng ta học. Chúng ta thuộc cái bài này đi. Mỗi người đều thuộc cái bài này. Lấy hận diệt hận thù đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật của ngàn thu. À, các Phật tử chúng ta sẽ sống như vậy. Ai còn đang hận thù thì tu tâm buông xả, xả cái đi. Vì ôm hận thù là khổ mình trước, đốt mình trước. Hôm nay chúng ta học bài câu chuyện số 5. Câu chuyện này có tựa đề là những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Kosambi. Bài số 5 này liên quan đến các thầy tỳ kheo. Bài số 4 là liên quan đến
mấy người tại gia, mấy người tại gia. Bài số 5 này liên quan cả các tỳ kheo. Cho nên nếu những tỳ kheo mà không biết tu, lười tu thì cũng có thể xin chuyện. Đấy, thưa đại chúng, cái ruộng phúc này mà không khéo á, thì chúng sinh rất là thiệt thòi. Đó. Câu chuyện này nó cũng hơi dài cho nên Thầy sẽ giảng làm hai buổi. Bây giờ Thầy thỉnh đại chúng cùng vào câu chuyện nhé. Đức Phật thuyết bài pháp này cho các tỳ kheo ở Kosambi khi Ngài ngụ tại tinh xá Kỳ Viên. Đó. Cái nước Kosambi, thưa đại chúng, thì theo sử Phật giáo, thì Kosambi là một cái kinh thành của một trong 16 vương quốc lớn thời Đức Phật, và do ông vua Parantapa cai trị. Sau đó ông này mất thì giao lại cho con là ông vua Udena. À, Udena là cai trị cái nước Kosambi này và cái thành phố Kosambi này. Udena này ấy, chính là cái ông vua mà sau này là cưới một cái cô cung phi, mà cô cung phi này ấy, thưa đại chúng, chính là cái người mà rất xinh đẹp mà bố mẹ định gả cho Đức Phật ấy. Khi mà ông bà này đi đường thấy cái vết chân, thấy cái dấu chân, một cái dấu chân cực kỳ đặc biệt. Và ông này là rất là cái người giỏi xem tướng. Ông bảo cái người mà có cái dấu chân này nhất khoát phải là con người phi thường, đáng quý lắm, đặc biệt lắm. Con mình là cành vàng lá ngọc, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi cưới mình chưa ưng. Thì xem tướng mấy cái anh chàng ấy là không được, còn nhìn thấy cái dấu chân của cái người này đi trên con đường này, là người này là người rất rất tuyệt vời đấy. Và ông bà ấy đi theo, lần theo cái dấu chân đấy, thì đúng đến chỗ mà Đức Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây ấy. Ngài đang ngồi thiền tọa dưới cây. Thế hai ông bà nhìn thế này quá tuyệt vời rồi. Ôi giời, con người này quá tuyệt vời, chàng trai này quá tuyệt vời, nhất khoát về phải gả con gái vàng ngọc cho chàng trai này. Thế là ông bà về, là ông bà ấy trang điểm cho cô con gái thật đẹp, lộng lẫy, dắt con gái đến và đã tìm được coi như ý chung nhân cho con đây rồi. Chân ái cuộc đời của con đây rồi. Thế là dẫn đến trước mặt Phật. Và ông bà rất thưa thật, con gái tôi rất là mỹ miều cao quý lắm đấy, bao nhiêu người hỏi tôi không gả đâu, nhưng mà tôi thấy ngài rất là xứng đáng, cho nên tôi gả con gái cho ngài đấy, ngài nhận đi. Thế mà các đại chúng biết rồi, Đức Phật thì ngài đã trả lời vào là tôi không cần đâu, tôi không dùng đâu. Và con gái ông bà cho là đẹp thế thật đấy, nhưng đối với tôi thì chỉ là cái đãi gia thôi, đãi gia mà còn hôi thối nữa cơ. Tôi không dùng đến đâu. Đấy. Thế thì sau đó Đức Phật mới thuyết một bài, thì ông bà lại nghe ra là ông bà lại ngộ đạo. Còn cô con gái, từ khi mà Phật nói một câu thế là cô bị gọi là mất sĩ diện mà, con hiểu không? Tự nhiên mình đẹp xinh gái thế này mà ông lại bảo mình là cái đãi gia hôi thối. Thế là cô sinh lòng thù Phật từ đó. Cô sinh. Đó, thưa đại chúng. Thế thì về thì ông bà này thì về sau là tin Phật, theo Phật và tu vào ông bà này còn chứng quả. Thế mà nhưng sau đó ông bà chết thì cô con gái này về sau là được người chú gả cho vua Udena này. Thế và ông Udena đấy về làm vương phi. Và sau đó thì cái bà vương phi này gặp Phật ở đâu là bà cho người chửi Phật ở đó. Đức Phật và chư Tăng đi đâu là bà gây sự ở đó. Bà cho bày bàn bày ghế ra chặn đường đi, rồi bà cho người ném đất ném đá đủ thứ. Đấy, chính là cái bà này, là cái câu chuyện liên quan cái ông Udena này, vua Udena này. Đó, thế và trong kinh Đại Thiện Kiến ấy, thì có nói Kosambi được mô tả là một kinh thành lớn xếp bên cạnh các cái kinh thành nổi tiếng như là thành Chiêm Bà, thành Vương Xá, thành Xá Vệ, đó, thành Varanasi, thành Ba La Lại đấy. Đó. Và ở tại cái đất nước, ở cái xứ Kosambi này, thì Đức Phật đã có hai mùa an cư kiết hạ ở đây. Đấy, lần thứ nhất ấy, là vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ đắc đạo, và lần thứ 2 là vào năm thứ 9 sau khi Ngài đắc đạo.
Và cũng chính vào cái kỳ an cư thứ hai này này, cái kỳ an cư thứ hai ở cái xứ Kosambi này, thì nó xảy ra cái sự kiện trong cái tăng đoàn này, trong cái chỗ cái nhóm chư tăng này. Đấy. Thế thì câu chuyện nó tiếp thế này. Tại Kosambi, trong tinh xá Gosta, có hai tỳ kheo trú ngụ, một vị là luật sư, vị kia là pháp sư, mỗi vị đều dẫn đầu 500 tăng. Đấy. Ở trong cái tinh xá Gosita này thì có hai vị tỳ kheo ở trong này. Tất nhiên là có nhiều nhưng mà có hai vị là trưởng chúng đấy. Một vị thì là luật sư. Luật sư không phải là luật sư về luật nhà nước đâu, mà luật sư là luật Phật ấy, rất là giỏi, tức là giỏi thông thạo về cái tạng luật của Phật giáo. Chúng ta biết Phật giáo là có tam tạng, và kinh điển Phật giáo có tam tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Nha, tạng luận. Thế thì ở đây cái vị này là rất giỏi về tạng luật, cho nên gọi là luật sư. Đấy. Thời xưa là có nhiều vị giỏi cả ba cái tạng này, kinh, luật, luận đều giỏi, cho nên gọi là tam tạng pháp sư. Nhưng ngài Huyền Trang ấy, ngài Huyền Trang đấy là tam tạng pháp sư đấy, tức là thông lầu cả ba tạng luôn. Đại chúng thấy có giỏi không? Kinh sách của Phật nhiều như thế, thế mà các vị coi như lầu cả tam tạng luôn, kinh, luật và luận lầu tam tạng, gọi là tam tạng pháp sư. Đấy. Thế thì ở đây á, trong chúng tăng ở đây á, có hai vị, một vị là luật sư, tức là rất giỏi về giới luật, một vị là pháp sư, là rất giỏi về về luận, về thuyết pháp, nghe không? Rất giỏi. Đấy. Và mỗi vị đều dẫn đầu, đứng đầu 500 chúng, 500 chúng chư tăng. Nói về cái tinh xá Gosita thì nó cũng là cái nhân duyên lắm, mà để mà nói hết cái thời gian này, thời gian thì thầy không đủ. Cái ông Gosita này cũng là cái nhân vật cũng khá là đặc biệt lắm. Trong kinh kể cái ông này rất đặc biệt. Tiếp văn kinh này. Một hôm vị pháp sư sau khi tắm xong đã chừa lại một ít nước trong bồn tắm và đi ra. Kế đó vị luật sư đi vào, nhìn thấy nước còn dư, lúc trở ra ngoài ông mới hỏi vị tỳ kheo kia. Đã. Là này huynh, có phải huynh đã chừa nước lại không? À, tắm xong thì trong cái bồn tắm đấy còn chừa lại một ít nước. À, chừa một ít nước lại. Thì có phải là ông hỏi. Thế thì vị pháp sư kia mới đáp thế này. Vâng, thưa huynh. Thế nhưng huynh không biết là đã phạm lỗi sao? À, đã. Thế thì đối với trong cái giới luật của chư tăng á, ví dụ cái thau tắm xong á, tắm cái thau nước cái bồn tắm á, thì mình lên xong rồi là phải cho nó sạch nước đi, tháo hết nước đi. Thì để nước dư á, thì qua đêm muỗi nó đẻ vào, nó sinh ra cái con lăng quăng đấy, nghe không? Đó, thì nó không tốt. Cho nên là thường các thầy tắm xong thì các thầy hay một là úp cái chậu xuống, hai là phải đổ sạch nước đi. Còn để nước ấy trong đêm thì con trùng nó vào, nó sinh, nó đẻ ở trong đấy. Thứ nhất là người sau tắm thì bị bẩn, rồi có thể là bị nhiễm những cái con trùng đấy, hoặc nó mình sát sinh khi tắm nó, rội nước nóng vào để tắm là nó chết những cái con đó. Thế thì cái ông luật sư này á, mới kết tội cái ông pháp sư kia là thế là huynh có biết là đã phạm lỗi rồi sao? Rồi lỗi không? Thế thì ông pháp sư ông nói là thật lòng ra là tôi không biết. Tức là cũng không chú ý lắm. Tắm xong thì còn ít nước thì thôi cũng sơ tâm. Thế thì cái ông luật sư mới nói, này huynh, đó là một lỗi. Thế còn ông pháp sư thì nói là, thế thì thưa huynh, thế tôi sẽ sám hối cái lỗi đó. Đấy. Thì ông luật sư mới nói, dĩ nhiên, này huynh, nếu huynh không cố ý làm, vô tâm thì không gọi là lỗi. À, thì ông luật sư thì nói như vậy. Nếu mà vô tâm thì không gọi lỗi. Thì nghe cái vị luật sư nói thế thì vị pháp sư rất là yên trí, xem như là mình không có lỗi, nghe không? Thế nhưng khi vị luật sư đi về trong chúng của mình, về trong học chúng, trong cái đại chúng của mình, 500 vị sư của mình, thì lại nói thế này. Cái vị pháp sư kia dù đã phạm lỗi mà vẫn không thấy lỗi. Đó, đại chúng thấy không? Về trong chúng của mình lại đi nói, tức là nói xấu cái vị pháp sư kia, là rõ ràng là có lỗi nhưng mà lại còn không nhận ra lỗi nữa.
Và cái nhóm học chúng này khi gặp nhóm học chúng của vị pháp sư kia thì liền kháo nhau. Bây giờ hai nhóm bắt đầu kháo nhau. Thầy của các anh đã phạm lỗi mà lại không nhận lỗi. À, thế thì đồ chúng của vị pháp sư về mới lại kể lại với thầy mình. Thì vị pháp sư nghe qua mới liền đáp thế này: cái vị luật sư này lúc trước đã nói là không có lỗi, bây giờ lại nói là có lỗi. Ông này là người hai lời dối trá. Lúc trước gặp mình ở chỗ nhà tắm thì bảo là mình không có lỗi, bây giờ ông về ông lại nói với đồ đệ ông là mình có lỗi. Học chúng của hai bên gặp nhau rồi cứ thế lời qua tiếng lại. Thầy của các huynh là người dối trá, thầy của các huynh là người thế nọ thế kia. Họ tranh cãi nhau. Đấy, thưa đại chúng, mà 500 con người, tổng cộng là 1.000 người. Đại chúng là 1.000 vị sư đấy, không phải không đâu. Đấy, câu chuyện thời Đức Phật rất thật. Chúng ta thấy là Phật giáo là những cái gì rất là thật, thì các đại chúng biết là Phật giáo chúng ta là rất sự thật, nói sự thật, đúng sự thật, và cuộc sống rất thường nhật. Đấy. Tại vì Phật giáo có phải là cái gì xa lạ đâu, nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta là ngay trong cuộc sống này, à, chứ không phải Đức Phật bốc một cái đưa chúng ta lên thiên đường, không phải thế. Mà chính ngay trong cuộc sống phàm tục này, phàm tục của Phật tử, cư sĩ, của người dân, tại gia, cuộc sống phàm của chư Tăng, thường nhật của chư Tăng này, nó xảy cái gì thì trong Phật sử ghi lại hết chuyện đó. Và Đức Phật là ứng xử ngay trên những cái chuyện đó, vì đây nó cũng là tâm của chúng sinh thôi mà. À, chư Tăng mà chưa đắc thánh quả thì vẫn còn là phàm tăng, cũng là tâm chúng sinh. Và người tại gia thì đương nhiên rồi, à, cũng là tâm của phàm phu. Và Phật Pháp là ngay cái tâm phàm này để mà tu tập, để mà chuyển hóa, chứ không phải là ở đâu xa lạ. Thế cho nên mới nói là gì? Phật Pháp bất ly thế gian giác. Phật Pháp không rời thế gian mà giác ngộ ngay trong cuộc sống hàng ngày này. Đó, thưa đại chúng, chân chúng ta tu thì không phải là bay lên trời mới tu, mà tu ngay trong cuộc sống này này. Đại chúng thấy không? Mình tu là tu cái tâm, mà cái tâm mình hàng ngày nó ứng xử với nhau, nó va chạm với nhau này là phải tu đấy. Huynh đệ cư sĩ với nhau phải tu với nhau. Mình có nổi sân lên không? Mình có ích kỷ, có tham lam không? Mình có đố kỵ, ganh ghét không? Nghe không? Mình có gian dối không? Không? Mình có nịnh bợ không? Tu những cái đó đấy. À, chứ Tăng cũng phải tu mà, ngay trong cuộc sống hàng ngày này, chứ không phải tu ở đâu xa lạ. Cho nên thầy đọc trong kinh Phật, đọc trong giới luật Phật ấy, rất là nhiều câu chuyện cuộc sống thường ngày của chư Tăng thời Đức Phật được ghi chép lại đầy đủ tỉ mỉ, rất là hay. Nó không có cái gì xa lạ cả. Phật giáo không phải là cái gì ở trên trời trên mây, là ngay trong cuộc sống này. Đó, đây đây, câu chuyện này rất thật này. Chỉ là từ hai cái thầy thủ chúng thôi xích mích với nhau, thế là kéo theo đồ chúng của mình vào cuộc. 500 vị bên này, 500 vị bên kia là bắt đầu miệng lưỡi chiến đấu với nhau. Bên này nói thầy của anh là không ra gì, thầy anh phạm luật. Bên này nói thầy của anh là dối trá, lật lọng, hai lời. Đó, thưa đại chúng. Vậy đó. Mà đấy là cuộc sống của một nhóm tăng chúng thời Đức Phật đấy. Thời Đức Phật tại thế luôn đấy, chứ không phải là đâu. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử, nếu không học Phật Pháp ấy, thì chúng ta nhiều khi cũng nghĩ Phật Pháp ở trên trời ấy, và nó xa vời với cuộc sống thực tế. Nhưng Phật Pháp là chính ngay trong cuộc sống này, rất là thực tế. Cái tâm lý giống như thầy hồi đầu mới biết Phật Pháp, thì thầy cũng lý tưởng hóa Phật Pháp là cái gì đấy trên cao, trên cao. Nhưng bây giờ càng học Phật, càng tu Phật, càng thấy chính là ngay trong cuộc sống này. Chúng ta phải xử lý, phải giải quyết cái tâm chúng ta ngay trong cuộc sống này, và đấy là Phật Pháp đấy. Chứ không, còn thì trước đây mình cứ nghĩ là Đức Phật lúc nào cũng hiện ở giữa trời, phải không? Nghĩ thế thôi. Và cái gì đấy nó rất là xa vời. Mà đâu có ngờ Phật Pháp. Pháp của Phật là trí tuệ,
pháp Phật từ nơi thực chứng của Phật, từ nơi trí của Như Lai mà tuyên thuyết, cho nên nó là nguồn trí tuệ. Chúng ta mồi cái trí của mình với trí của Phật, vào lấy trí của Phật mà nương theo trí Phật mà quan sát, để mình được mở được trí tuệ của mình, mở được cái kho trí tuệ Phật ở chính mình, Phật ở nơi mình này này. Chứ không phải mình không có trí tuệ Phật đâu, mình có trí tuệ Phật, nhưng mình chưa biết khơi mở ra. Đấy, thì chúng ta phải mồi với trí tuệ Phật để khai mở cái trí tuệ Phật của mình. Đó. Thế thì ở đây cũng thế, ai nghe đến danh hiệu Phật Tỳ Bà Thi. Phật Tỳ Bà Thi là Phật dùng chánh trí quan sát, trí tuệ quan sát và nương theo chánh pháp mà quan sát. Thì sao? Thì người này sẽ mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, đúng không? Chúng ta làm việc gì cũng dùng trí tuệ ra, dùng pháp Phật ra mà soi. Hôm con làm việc này không biết là đúng chánh pháp không? Phải không? Nay con đi về, mấy đứa bạn nó bảo đi câu cá, đi câu tôm cho nó vui. Nhưng mà con dùng trí tuệ, à câu cá là phạm vào giới sát sinh rồi. Và làm rách mồm miệng cá rồi bắt về thì có thể mình không ăn nhưng mà làm khổ con cá rồi. Thế thì mình cũng là không đúng rồi, không đúng chánh pháp rồi, con không đi nữa. Hiểu không? Đấy, hay nó rủ mình đi chỗ nọ chỗ kia, làm những việc mà mình dùng trí tuệ mình quan sát, mình thấy nó là phi pháp, là không lợi ích, là nhân xấu, con dừng. Chính vì con biết như thế con dừng, cho nên Phật dạy là thì người này mãi mãi không còn sa đọa vào ở chốn ác đạo. Nghe không? Đấy, thế giờ chúng thế. Bây giờ có cái gì vui đấy, đạo tràng liên hoan vui. Vào. Thế mà mấy anh mà nó ham ăn nhậu nên bảo ôi trời, hôm nay phải làm mấy con gà để nhậu. Ví dụ thế, nhưng mà không được. Mình làm Phật tử rồi, liên hoan của Phật tử là chúng ta thôi làm tiệc chay cho nó thanh tịnh, không tổn hại chúng sinh. Thế là mình dùng cái đấy mình tránh quán, quan sát như thế là mình dừng được cái ác nghiệp. Thế là mình không tạo tội thì mình không bị đọa. Thế cho nên ở đây Phật nói, nếu người nam nữ nào mà nghe danh hiệu Phật này, nghe ở đây không phải chỉ nghe cái âm thanh đấy, cái tên của Phật đâu, mà nghe tức là biết về, hiểu về, thì người này sẽ không còn sa đọa, mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo. Thường được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thủ thắng vi diệu. Thấy không? Người này sẽ được thường được sinh vào chốn trời người vì người ta dùng trí tuệ, người ta tu tập, người ta biết đúng, biết sai, biết thiện, biết ác. Đó. Thế thì người ta sẽ không bị đọa. Người ta được thường được sinh làm trời làm người. Cho nên trong kinh Thập Thiện Phật dạy làm sao? Có chánh chi kiến thì phước đức ngày càng tăng trưởng. Tà chi tà kiến thì phước đức tiêu mòn và họa hại thường đến bên. Đó, đấy là rất rõ ràng. Thế chúng ta dùng chánh trí tuệ, làm việc gì cũng soi xét. À, việc này mình làm Phật tử, mình được học giáo pháp Phật. Việc này mình làm nó có đúng không nhỉ? Có trái với giới luật Phật không nhỉ? Có đúng với lời Phật dạy không nhỉ? Đó, thế thì mình suy xét việc đó. À, bây giờ mình thấy một câu chuyện, người ta đồn thổi về một cái gì đó, mình chưa biết thực hư thế nào, mà mình đã ùa theo, thế là mình sai rồi, mình đã biết sự thật đâu, nghe không? Đấy, thế mà mình ùa theo thế là sai rồi, có khi là mình gây nhân nguy hiểm rồi. Thế cho nên mình phải soi xét và tôi chưa nghe thấy, tôi chưa biết, tôi chưa có chính xác. Thế thì dừng đã, không thì mình mắc cái tội vọng ngữ, nói sai. Đó, thế thì mình dừng, là mình dừng được cái ác nghiệp của mình. Ở đây đại chúng biết là nếu chúng ta nói xấu, phỉ báng mà phạm phải bậc thánh là mình chết ngay. Quả báo vô cùng nặng, không phải chuyện chơi. Nghe không? Cho nên chúng ta dừng để chúng ta không mắc ác nghiệp. Đấy, cho nên chúng ta làm Phật tử hết sức dè dặt. Trong khi việc làm, trong khi mình nói làm rất dè dặt. Có trí tuệ suy xét dùng chánh quán này, gọi là tên Tỳ Bà Thi là thắng quán. Đấy, lấy trí tuệ quan sát mà thành tựu được công việc. Thì đó mới là xứng đáng là người nghe danh hiệu Phật Tỳ Bà Thi. À, mới lọt vào lỗ tai mình đấy thì mới được, người ấy thì sẽ không sa đọa. Tiếp theo Phật dạy, lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Đấy, cái phẩm này là cái phẩm xưng danh hiệu Phật, tức là nêu tên hiệu của các Đức Phật. Chúng ta thấy được nghe danh hiệu các Đức Phật, hiểu thấu ý nghĩa danh hiệu các Ngài mà chúng ta thực hành nó được bao nhiêu lợi ích. Ở đây là Đức Phật Bảo Thắng Như Lai. Thế thì ở đây chúng ta biết bảo là gì? Bảo là của báu đấy, quý báu. Cái của báu này nó thắng các cái của báu khác.
cho nên gọi là bảo thắng. Vàng bạc kim cương, ở trong thế gian này vàng nó thắng các thứ khác, đúng không? Cao giá trị, kim cương lại đắt hơn vàng, kim cương lại thắng vàng. Đó. Rồi còn cái gì quý hơn kim cương đâu ông đại chúng? Ông thầy giờ thì không biết cái gì nó quý hơn những cái thứ này đó. Không lâu thì không quan tâm biết những thứ này. Thế nhưng mà cái này này, cái chữ bảo thắng này này, cái tên hiệu của Ngài này này là Ngài thành tựu cái bảo vật quý báu nhất của chúng ta, đó là gì? Chính là cái chân tâm bản thể của mình đấy, là trí tuệ của mình đấy. Chứ có gì đâu, trí tuệ Phật ở nơi mình đấy. Trí tuệ là vật báu nhất trên đời, không có gì bằng. Cho nên tất cả đệ tử con Phật chúng ta là tu tập Phật Pháp để thành tựu trí tuệ tối thượng này. Cho nên trí tuệ là vật báu nhất, không có gì báu hơn. Trí tuệ Phật, trí tuệ Phật ở nơi mình, trí tuệ gọi là chân trí ở nơi mình, đấy là vật báu. Đấy, Đức Phật bảo thắng này, Ngài lấy cái trí tuệ này làm vật báu, làm tên cho mình luôn. Đó. Đấy, thì thưa đại chúng, chúng ta tu học Phật, chúng ta phải tìm kiếm được cái của báu này. Không phải đi tìm kiếm của báu ở nơi trần gian nữa. Nhá, của báu trần gian không bền, không chắc, có khi là tai họa. Đúng không? Đại chúng biết rồi, của báu trần gian này là tai họa. Không khéo nó là tai họa đấy. Ngày xưa mình chưa giàu, phải không? Thì gia đình nhà mình sao nó yên vui, vợ chồng con cái đầm ấm, vợ chồng thương yêu, con cái ngoan hiền. Từ ngày mình làm ra lắm tiền nhiều của, phải không? Thì chính mình thì hư, suốt ngày rượu chè, rồi lại còn cờ bạc. Có tiền mà đấy, có tiền thì nó sinh ra mấy cái kia, đúng không? À, rượu chè cờ bạc rồi lại còn trai gái, đàn ông thì gái gú, và đàn bà thì đi chơi. Đó. Thế con cái từ ngày có tiền, nó tiêu pha sủng xiềng, nó cũng sinh hư, bắt đầu dính vào các trò chơi, các cái tệ nạn xã hội, gia đình tan nát, vợ chồng nghi ngờ nhau. Đấy, của đấy. Thưa đại chúng, có của mà không có đức, không có trí, thì của ấy là tai hại. Cho nên Phật gọi của ấy là rắn độc. Có của đấy. Cho nên cái thế gian chúng ta bây giờ khổ vì của rất nhiều. Khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Giờ tiền của chất ở trong nhà nhiều quá mà làm sao nó không xui mình phải làm cái này làm cái kia. Phải không? Chẳng có ai ngồi yên với đống tiền ấy cả, với đống vàng ấy cả. Có là phải tính cách tiêu, phải tính cách dùng, mà tiêu cái gì đấy? Không có đạo lý, không biết tiêu cái gì cả, lại chỉ tiêu vào việc ăn chơi thôi. Cho nên cái đồng tiền nó lại chảy vào chốn ăn, chốn chơi và sa đọa, và mình đọa. Đấy, thưa đại chúng, nguy hiểm vậy đấy, không có trí tuệ. Cho nên của báu trần gian này, không biết, không có trí tuệ, không có đạo đức thì nó là tai họa đấy. Cho nên Phật rồi các bậc thánh nhân ấy, các ngài thường dạy chúng ta thực tập sống cuộc đời nghèo, thiểu dục, không đặt nặng của cải. Là như vậy đấy. Phật ở trên ngai vàng mà bỏ ngai vàng. Phải không? Vua Trần Nhân Tông trên ngai vàng bỏ ngai vàng, sống đời giống rất là thiểu dục. Nghe không? Trong rừng núi như thế. Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế, và rất nhiều vị nữa. Đã. Nghèo, thường cái nghèo là cái hạnh của bậc thánh đấy. Tức là mình không sở hữu, không có giàu nhiều tài sản sở hữu. Để làm gì? Phải không? Đó. Cũng như Thầy nói về chùa mình thế này, cả cái chùa to như này cũng có phải là của riêng Thầy đâu, mà có phải của Thầy đâu, của tất cả mọi người. Đấy, cũng chẳng phải của Thầy. Thập phương góp tiền vào xây chùa, đấy là của thập phương. Cho nên người ta gọi là chùa của dân. Đất thì của ông vua, chùa thì của muôn dân. Chẳng phải của Thầy thấy mình, chẳng phải của các sư ông này, các sư bác này, đúng không? Như vậy đấy, các Thầy chỉ là giúp dân vào xây dựng công trình lên để có chỗ truyền bá chánh pháp. Thế thôi, chứ chẳng phải chùa của mình. Nhá. Các Phật tử cũng đừng ai nói đây chùa Ba Vàng của Thầy Thái Minh. Không phải thế. Nói như thế là oan đấy, mà của Thầy thì là Thầy có quyền, Thầy sang nhượng, Thầy chuyển đổi chứ. Phải không? Thầy làm sao sang nhượng, chuyển đổi chùa được đâu. Bán cho ai chùa được đâu. Đúng không? Của thì không phải của. Mà Thầy chỉ là gì? Giúp một người xây dựng, rồi trông nom sử dụng, giúp trong lúc Thầy sống rồi. Nghe? Hết cái đời Thầy là xong, là lại giao lại cho một người khác, giúp cho mọi người. Đấy. Tức là người tu không có cái chữ sở hữu trong đó. Nó khó đấy. Chúng ta nhớ hai cái chữ sở hữu, cái chữ của này này, rất là khổ.
hễ có chữ của là khổ lắm. Của gì? Của tôi. Của tôi. Của này là của tôi. Cho nên cái chữ của là làm khổ chúng ta ghê lắm. Cái chẳng của tôi thì nhàn, đúng không? Chẳng của tôi thì nhàn. Đây Thầy chỉ nói một cái ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ, cái đồng hồ, mình có cái đồng hồ đẹp mà nó rơi xuống đất cái, nó là của mình cho nên mình xót. Nghe không? Thế còn của cái ai người ta đi, người ta đánh rơi, mình có xót đâu. Vì nó không phải của mình, mình không xót. Thế vì có chữ của một cái là mình khổ rồi. Của mình ấy là khổ rồi. Thế cho nên chẳng có cái gì của mình thì mình bớt rất nhiều cái khổ. Đúng không? Đại chúng cứ ngâm cái lý này mà xem. Của mình nhiều quá. À, cho nên trong kinh Phật dạy là gì? Hiểu đạo lý, biết rằng thân này còn chẳng phải của tôi, thì làm gì có vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi, nhà của tôi, cái gì của tôi? Thân này còn không phải của mình cơ mà. Thân này cũng là thân mượn mà đấy. Mượn từ cha mẹ này, rồi mượn đất nước, mượn cơm gạo đấy là mượn đất nước đấy. Uống nước đấy, ăn cơm đấy là mượn vào. Kết thành cái thân này gọi là thân đi mượn, có phải của mình đâu. Nếu của mình thì mình toàn quyền sử dụng nó, không cho nó chết là nó không chết chứ. Nhưng mà có sử dụng được nó đâu, đến lúc ấy là bảo nó không nghe. Đấy. Thế cho nên nó không phải của mình. Thế thân này còn không phải của mình thì còn có cái gì là của mình nữa đâu. Thân này là cái gần gũi nhất, thân thiết nhất, ngày suốt một đời đi đâu cũng có nó. Có ai đi đâu mà không vắng cái thân này không? Có, chỉ có cái lúc mơ thôi, đúng không? Đi ngủ, nằm mơ. Ví dụ ngủ ở đây nhưng nằm mơ đi ra biển Hà Long. Yeah, thì lúc ý là bỏ quên cái thân ở trên giường. Đấy là không đi cùng với cái thân thôi. Yeah. Yeah. Chứ lúc mơ này. Thế còn đi đâu cũng phải có cái thân này. Chả lúc nào vắng mặt nó cả. Đấy, nó đi với mình suốt đời như thế mà nó còn không phải là của mình. Thì có cái gì thật là của mình đâu. Đấy, đại chúng ngẫm cái lý này cho sâu xa mà xem. Ha? Không phải của mình đâu. Thế thì chúng ta phải hiểu sâu cái đạo lý này. Còn cái thế gian này chúng ta là sống theo quy ước. Cái quy ước của thế gian là đem ra sống theo quy ước. Thì ta tôn trọng quy ước đó ta sống. Chứ còn bản chất thật là không có cái gì của mình. Cái đồng hồ Thầy đeo vào chỗ này chẳng hạn, bảo nó là của tôi chứ có gì là, chẳng qua là chẳng nó vào đây thì gọi là của mình đấy chứ. Có gì là của mình đâu. Đấy. Thế thì giờ đại chúng như vậy thì chúng ta thấy rồi. Đúng là như vậy. Hiểu sâu quan sát ra thì là như vậy. Nghe không? Vậy cho nên ấy, tất cả của cái trần gian này quả thật không có gì là quý báu. Cái chân thật của mình đã tìm ra đâu? Chân thật mình chưa tìm ra. À, cho nên chúng ta còn quên mất chính mình làm vậy đó. Tu học Phật là tìm ra chính mình, à, tìm lại con người chân thật của mình. Cái con người giả này từ vô thủy kiếp, lang thang vô thủy kiếp rồi, nó đeo níu bao nhiêu thứ vào gọi là của nó rồi. Nhưng mà mình cứ nhầm thôi, mê lầm đấy. Bây giờ biết rõ thân này không phải là của tôi. Chẳng có cái gì thật là của tôi, chỉ gọi là tạm quy ước thế thôi. À, nói thật là như vậy đấy. Vợ chồng cũng chỉ là quy ước, xã hội quy ước thôi. Giấy đăng ký kết hôn là cái quy ước thôi, có gì đâu. Cho nên là còn thương nhau thì ở với nhau, có hợp đồng với nhau mà hết thương phá hợp đồng đó. Ra tòa là hết, chẳng còn của tôi nữa. Hiểu không? Cho nhiều, có nhiều anh ấy vợ ra tòa rồi, ly dị rồi. Nhưng trong tâm vẫn quan niệm cô ấy là của tôi. Cho nên khi thấy cô đi với người nào là vẫn ghen. Đấy, đấy chúng ta thấy cái chấp của mình chưa? Cái chấp chữ của mình rất là khổ. Rõ ràng ra tòa cắt đứt ly dị hẳn hoi rồi. Nhưng vì vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi thì vẫn quan niệm cô ấy là của tôi, thuộc về tôi. Cho nên khi mình ra tòa rồi thấy cô đi người khác vẫn ghen, vẫn khó chịu. Đấy, thế thì cái chữ của mình thấy chưa? Mình cứ gắn cái chữ của, gắn của vào người ta. Cô là của tôi đấy chứ. Nhưng mà có phải của mình đâu. Trong kinh Phật cũng nói rõ thì có cái gì là của mình đâu. Thân này còn chẳng phải của mình thì cô ấy làm sao là của tôi. Gọi là quy ước thế thôi. Nghe không? Có cái khế ước như thế thôi. Thế thôi. Đấy, cho nên là học Phật là chúng ta phải thấy rõ bản chất vấn đề, thấy rõ chân lý chỗ đó đó. Thấu được như vậy đấy. Nha, đại chúng phải thấu cái này cho Thầy. Nhất trí không? Nhất trí thế, mình hiểu đúng trí tuệ thế thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Bớt khổ rất nhiều đấy. Thật sự là có trí tuệ soi sáng là bớt khổ rất nhiều. Không dùng trí tuệ soi sáng mình khổ rất nhiều. Đó. Cho nên ấy, Đức Phật bảo Thắng Như Lai, Ngài tìm ra được cái vật báu của mình. Cái của báu này đó là trí tuệ. Trí tuệ chân thật gọi là chân trí, hay là vô thường trí, hay là tối thắng trí,
hay là chánh trí, đó, đó là trí tuệ Như Lai, bản thể trí tuệ này, đó, Ngài đã thành tựu. Thế cho nên ở đây ai mà nghe đến danh hiệu của Phật này, thấu được như vậy, biết gì? Biết đi tìm về cái của báu này. Cái người này không đam mê, không tham đắm của báu trần gian nữa. Sở dĩ chúng ta phạm các tội là vì còn tham đắm. Mấy thằng đi cướp giật, mấy thằng đi đâm chém, phải không? Đều là vì nó mê, nó tham đắm cái của trần gian này thôi. Cướp giật, trộm cắp, phải không? Rồi những cái thứ khác, nó cứ nghĩ thế là hạnh phúc, là sung sướng. Có cái đấy là sung sướng. Có tiền là mua tiền cũng được đấy. Tiền là trên hết, tiền là mọi cái. Đấy cái bài ca về tiền đấy, phải không? Nó nghĩ như thế, cho nên nó bị sai lầm, cho nên đau khổ đến bên cạnh, phải không? Tù tội đến bên cạnh, địa ngục ở bên cạnh nó. Đó. Thế còn cái người mà đã biết trí tuệ mới là quý cơ. Tôi không đặt nặng cái đó. Ở trên đời này tôi coi trọng nhất trí tuệ và đạo đức. Hai cái này là của báu đấy. Và trí tuệ đặt lên trên. Nghe không? Tôi đi tìm cái này. Ở trần gian này tôi không đi tìm những thứ kia. Tôi đặt tìm lấy trí tuệ. Bất cứ cái gì giúp cho tôi mở được trí tuệ, thấy được chân lý, cái đó tôi sẽ hướng về, tôi tìm cái đó. Thì người này đâu có đi vào những con đường kia, làm sao phạm tội. Cho nên người này nghe được danh hiệu Đức Phật Bảo Thắng rồi thì khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Cái người ta dùng trí tuệ thì người ta lúc nào an vui, thành thời. Đấy, cái người khổ là cái suốt ngày long đong bị ngũ dục sai sử, là long đong lận đận, làm sao mà thành thơi như cõi trời được, đúng không? Các Phật tử về chùa nhé, tu bát quan trai một ngày, buông bỏ các việc ở tại gia, thành thơi. Phải biết buông bỏ cơ. Cũng hôm nay đi tu bát quan trai, thế nhưng mà không biết buông bỏ thì vẫn khổ, vẫn ngồi đây nhưng mà vẫn lo việc ở nhà lắm. Và đáng nhẽ khi tu chuẩn bị cho ngày tu bát quan trai, mọi việc thu xếp nhà cho ổn đi nhé, thu xếp cho ổn đi, cố gắng cái nào chưa lo đến dừng đấy, để ngày mai đi tu bát quan trai cho yên ổn. Nghe không? Chứ không ngồi tu bát quan trai nhưng mà suốt tâm cứ hóng về nhà, nghe không? Để giải quyết việc nọ việc kia thì làm sao mà thanh thản được. Đấy, thế còn có những người ta đã sắp xếp rồi, ngày mai mùng 8 đã biết lịch từ trước rồi, hàng tháng rồi, biết trước hàng tháng rồi, đi tu bát quan trai, gác hết chuyện ở nhà, chuyện lớn chuyện giải quyết xong đi, cái nào chưa xong để đấy đã, qua ngày tu rồi về lo. Thì lên đây là chọn một ngày thanh thản. Cái đấy là người phải có dùng trí tuệ mới sắp xếp được công việc chứ, phải không? Không dùng trí tuệ làm sao mình thấy được. Cái người không dùng trí tuệ là công việc nó rối bời lên, làm sao mà thành thơi được. Đấy, cho nên dùng trí tuệ, quán chiếu, sắp xếp, giải quyết các công việc thì người này thành thơi, cũng giống như cõi trời vậy đấy. Đấy. Có những người hôm nay về chùa tu một ngày thành thơi, rất an lạc, không vướng bận, buông được phiền não trần gian, thành thơi. Đó. Thì đấy, nghe tên Đức Phật Bảo Thắng Như Lai mà chúng ta thành tựu được cái đó. Nhá, cái này mới là của báu. Tìm trí tuệ mới là của báu. Trí tuệ là của báu nhận, không có cái gì bằng. Đại chúng nhớ như thế. À, học Phật là để cho chúng ta lấy được cái của báu trí tuệ này. Đó. Phật Thích Ca lại nói tiếp: Này nữa, về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A-la-hán. Có Đức Phật nữa cũng có chữ Bảo, nhưng Bảo đây là Bảo Tướng Như Lai. Lúc nãy là Bảo Thắng Như Lai. Đó, bây giờ là Bảo Tướng Như Lai. Nói về tướng, tức là cái tướng quý báu. Thì chúng ta biết rồi, Đức Phật nào cũng đầy đủ tướng tốt. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tùy hình. À, tùy hình tức là sao? Tùy theo Đức Phật tái sinh, Đức Phật hóa sinh vào trong cõi nào, kiếp nào, nó đều có cái nét đẹp thù thắng của cái loài đó. Ví dụ Đức Phật mà dùng thân mình để độ loài súc sinh, sinh làm con nai chẳng hạn, thì con nai đấy phải là con nai chúa rất đẹp. Nó tùy theo hình mà nó tốt đẹp. Nghe không? Sinh vào loài người, Ngài giáng sinh vào loài người, Ngài sẽ là người đẹp nhất, hình hảo nhất. Và ở nơi loài người, Ngài hiện ra 32 cái tướng tốt đẹp của bậc đại trượng phu. Nghe không? Đấy, chúng ta biết rồi đấy, 32 tướng tốt đấy chúng ta chẳng ai có mấy nổi đâu. Rất là khó, vì phải tu bao nhiêu kiếp mới được một cái tướng tốt của Phật cơ mà. Trong kinh Phật dạy đấy, một cái sợi lông chân của Phật ấy, thì công đức của nó bằng hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này, chúng ta làm công đức cộng vào cũng chưa bằng, nó còn lớn hơn. Đấy, thì chúng ta thấy đâu có chuyện đơn giản đâu. Nghe không? Không phải đơn giản, công đức của Ngài như thế mới kết nên được cái thân của Ngài.
Thế cho nên bảo tướng ở đây là sao? Có được tướng đẹp phải biết là gì? Do công hạnh tu hành. Không thể có, không thể nếu không tu hành mà có được cái tướng tốt. Rõ ràng như vậy. Cho nên Phật Pháp là chân, là thiện, là mỹ. Phật Pháp là chân, là thiện, là mỹ. À, nó phải đủ cả. Chứ chúng ta đi Phật Pháp là như vậy đấy. Con đường đi đến chân lý cũng là thế. Đi đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. À, chân ở đây tức là chân lý là chân thật. Thiện là an lành, thiện lành. Mỹ là đẹp. Cái đẹp này không phải đẹp như của hoa hậu, à, của người mẫu, không phải thế. Cái đẹp là cái đẹp cao quý hơn nhiều. Nhá. Đó, đấy mới là cái tướng đẹp. Thế thì bảo tướng Như Lai là sao? Để thành tựu cái đó, nghe tên bảo tướng Như Lai, chúng ta phải biết quay về tu các công hạnh như thế nào. Nghe không? Phật dạy, tu tâm nhẫn nhục thì được tướng gì? Đoan nghiêm. Người tu tâm nhẫn nhục thì được đoan nghiêm. Nghe không? Tu tâm từ bi thì được cái phúc tướng. Phúc tướng gì? Nhân, nhìn là thấy nhân hậu. Nghe không? Đấy, rất nhiều, rất nhiều. Đấy. Thường tu tâm bố thí thì người ta cũng được cái tướng phúc điền, rất là quý báu. Đấy, cho nên có những người nhìn thấy mặt là thấy phúc tướng rồi. Nghe không? Nhìn thấy mặt người ta là thấy phúc tướng rồi. Nên là rõ ràng như thế. Thế còn có người nhìn thấy mặt là người ta thấy rất là khó chịu, không ai ưa cả. Đấy, cho nên ở cơ quan đoàn thể đấy, các doanh nghiệp nó chọn ai đi ngoại giao, nó phải chọn người cũng có tướng. Nếu ngoại giao được chứ, đúng không? Đấy, chứ mà không có cái tướng thì đi không làm ăn được. Đấy, thế cho nên phải chọn. Nên thưa đại chúng thì tất cả cái tướng ấy là từ gì? Từ tâm mà sinh ra. Tâm sinh ra tướng. Thế tâm phải như thế nào? Tướng hiện ra như vậy. Nghe? Tướng hiện ra như vậy. Thế thì muốn thành tựu được những cái tướng tốt, chúng ta phải tu tâm. Tâm này phải nhiếp vào công hạnh. Phật dạy chúng ta tu hành. Nghe không? Đấy, trong lục độ phải tu hành. Trong các công hạnh của Phật chúng ta phải tu hành. Bao nhiêu giới Phật chúng ta thực tập, chúng ta tu hành, nó sẽ thành tựu ra các cái tướng đức của chúng ta. Đó. Chứ không phải chuyện đơn giản mà chúng ta có được cái tướng đâu. Rõ ràng như vậy đấy. Đấy. Đức Phật cũng thế, các Bồ Tát cũng thế. Nghe không? Cho nên nghe đến bảo tướng Như Lai là chúng ta phải biết tướng tòng tâm sinh. Nghe không? Tướng tòng tâm sinh. Vậy phải quay về tu tâm. Người này phải biết quay về điều chỉnh, chuyển hóa tâm mình. Kiểm xem tâm mình còn những cái gì ác xấu, bất thiện. Cái gì là những cái chướng ngại ngang ngược của mình, phải quay về điều phục nó, chuyển hóa nó, thì nhất khoát mình sẽ sinh ra hảo tướng, tướng tốt đẹp. Để cho nên các Phật tử đi tu Phật cũng thế, ứng dụng lời Phật dạy rồi thực tập tu hành, dần dần mình sẽ chuyển hóa tâm và tướng của mình. Nghe không? Ngày xưa cái tướng mình trông nó thô tháo, trông nó gớm ghê, tu dần nó phải hiền ra, trông nó nhân đức ra, trông thấy mình người ta phải thấy cái gì đấy quý báu. Nghe không? Đó là rõ ràng như vậy đấy. Mà đại chúng thấy nó đúng như vậy luôn. Cho đến cả con vật cũng thế đấy. Không phải là người, đến con vật cũng thế. Cũng là chó, thế Thầy nói, cũng là chó, nhưng có con chó người ta nhìn người ta muốn vuốt ve, và muốn âu yếm. Nhưng có con chó nhìn là người ta muốn tránh xa. Đó, nó có từng cái phước tướng của nó riêng đấy. Nó như vậy. Thế cho nên chúng ta nhớ là không có cái nào rời ngoài cái công hạnh tu tâm của chúng ta. Vậy nên nếu ai mà biết như vậy, nghe đến danh hiệu Phật này, sinh lòng cung kính thì không bao lâu người ấy sẽ được quả A-la-hán. Nhá. Chúng ta bây giờ quay về biết tu tâm và điều phục tâm mình. Đó, thì sẽ đắc quả A-la-hán, được vô sinh, hết phiền não. Rõ ràng như vậy đấy. Đó. Biết điều phục tâm mình, đấy, thấy được như vậy, quay về. Ngày xưa các vị đệ tử Phật cũng thế, nhiều vị là do nhìn thấy Phật hảo tướng phát tâm đi tu. Như Ngài A Nan thế, thấy Phật tướng hảo đẹp con đi tu thôi. Rất rất nhiều. Đó. Thế thì thấy cái tướng đức của Ngài nó đã nhiếp được mình rồi. Rồi đi tu, Phật dạy cho các pháp tu tập, rồi thành tiêu quả, đắc quả giải thoát. Đó, thì thưa đại chúng, cho nên chúng ta hiểu những cái cội nguồn này. Chúng ta nghe tên Phật, biết được cái ý nghĩa, cái hạnh của Ngài, chúng ta thực hành cái hạnh của Ngài, chúng ta sẽ thành tựu. Đó. Lại nữa, vô lượng kiếp về quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Cái này, nếu mà tụng trong kinh
hồng danh biểu sám thì các Phật tử sẽ nghe thấy, nghe không? Chứ còn cái tên Phật này chúng ta ít nghe thấy ở bên, ở các kinh ngoài. Trong kinh hồng danh ấy, thì có Ca Sa Tràng Phật, nghe Ca Sa Tràng Như Lai. Đấy. Vậy thì Ca Sa Tràng Như Lai, cái tên này, cái danh hiệu này là biểu tượng cái gì đây? Thì thưa đại chúng, cái chữ Ca Sa, cái chữ Ca Sa có nghĩa là tạp, là tổng hợp, là tạp. À, tràng ấy, tức là cái nêu cao, là cái biểu tượng, biểu tướng. Thế Ca Sa Tràng, giống như các thầy mặc cái áo cà sa này như thế này. Đúng, áo cà sa, cái chữ áo cà sa, y cà sa, y là cái áo. Nhưng mà cà sa nghĩa là cái áo mà được may tạp, may tạp bằng những cái miếng vải nhặt được. Cái thời Đức Phật còn tại thế đó, kiếm được mảnh vải rất khó. Đại chúng ngày làm gì có công nghiệp dệt may như mình bây giờ đâu. Họ phải dệt bằng khung cửi đấy, lấy bông ra xong rồi xe thành chỉ rồi mình dệt thành vải, hay là tơ tằm chẳng hạn. Đấy, đại chúng, cách đây chúng ta chỉ có 40-50 năm thôi, đúng không? Quần áo là hiếm lắm đấy chứ, đâu phải dễ đâu. Thầy nhớ hồi chị em mà được cái vải lụa, gọi là gì? Vải lụa là sa tanh ấy là quý lắm rồi đó, nghe không? À, còn cỡ như tuổi thầy mà hồi được cái bộ quần áo kaki là quý lắm rồi. À, hay là cái vải xanh chéo đấy là quý lắm rồi. Làm gì có vải đâu, rất quý. Cho nên thời Phật cũng thế, miếng vải nó quý lắm. Cho nên các sư đi tu rồi mà nhiều khi có người đi xuất gia mà không có y mà mặc á. Cho nên á, khi thọ giới tỳ kheo, Phật dạy ông phải có đủ ba y mới được thọ giới. Cái người mà không có y mặc tức là cũng thiếu phước lành lắm đấy. Đấy, thế thì thời khó lắm. Cho nên thường ấy, các sư thì khi mà y nó rách ấy, thì phải đi ra nghĩa địa, ra những cái chỗ người ta hỏa táng người chết ấy. Đấy, rồi nhặt những cái mảnh vải người ta bó xác người chết mà nó cháy còn nham nhở ra đấy. Giặt, mang về giặt đi, xong rồi cắt ra chỗ nào miếng nào lành thì vá vào cái áo của mình. Áo mình nó rách cho là lấy miếng vá vào. Đấy, chân đấy cũng gọi là tạp sắc y hay là tạp toái y đấy. Tức là cái y may vá tổng hợp hay là y bá nạp là thế đấy. Cái chữ cà sa tức là tạp. Y cà sa tức là cái y may nó nhiều mảnh tạp vào. Đó, hỗn tạp vào đấy, nhiều màu sắc khác nhau. Ừ, đấy, cho nên nó cũng gọi là cái y mà không phải là chính sắc mà là hoại sắc. Nó nhiều sắc lắm, đó, sắc màu khác nhau. Thì các sư ngày xưa làm mặc cái y đó, và Phật gọi cái y đó là y phước điển. Những cái ô này Phật gọi là ô ruộng phước điển. Thế thì thưa đại chúng, cái người thời Đức Phật, đệ tử Phật cũng thế, tu hành áo mình là nhặt ở ngoài, ngoài đồng, ngoài đường nhặt về. Cơm mình ăn là do thí chủ cúng dường, tùy tâm đi khất thực họ cho gì ăn đấy, không, cũng không đòi hỏi. Không phải đứng trước cửa nhà người ta bảo hôm nay phải cho tôi ăn chân giò, ngày mai cho tôi ăn tiết canh, không phải thế đâu. Ta cho gì ăn đấy, nghe không? Người ta cho ông một quả dừa là ông phải mang cả quả dừa về mà ăn, bỏ bát thì chỉ có một quả dừa thôi. Đấy, ta đi khất thực là tùy tâm, tùy thí mà đắc thọ, ta cho gì ăn đấy, không được đòi hỏi. Cho nên cái mạng sống của người xuất gia ngày xưa thế, hoàn toàn rất tùy thuận, nghe không? Không có mình đòi hỏi cái gì cả, từ hai cái ăn và mặc cho đến thuốc men đều là tùy thuận ở thí chủ, mình không đòi hỏi gì cả. Và vị sư phải thực tập bằng được cái tâm đó, tức là cái tâm tùy thuận, rất là tùy duyên. Và thưa đại chúng, chính nhờ sống tùy duyên như vậy thì sao? Cho nên mình thấy cuộc sống nó nhẹ. Chính chúng ta nếu còn đòi hỏi thì chúng ta rất khổ. Đòi hỏi mà không được thỏa mãn là chúng ta sẽ khổ. Bữa cơm này mà muốn có ăn quả ớt mà không có quả ớt là mình sẽ đã thấy khổ rồi, ăn không nuốt không trôi rồi. Muốn có chén rượu mà hôm nay nhà nó hết rượu, nó không mua cho chén rượu là lại không nuốt được rồi, thế là khổ rồi. Thế còn bây giờ thực tập ăn theo kiểu như các thầy có ăn tùy thuận, tùy duyên, có gì ăn đấy. Và có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có rau thì ăn rau không được, có khoai thì ăn khai khoai cũng được. Tập như thế rèn dần ấy, cái mạng sống mình nó được tự do, nó không bị lệ thuộc, nha. Thì như vậy nó sẽ an vui, rất tự tại. Đấy cũng là một cái tự tại đấy, nha. Các thầy cũng thế, phải thực tập những cái tự tại dần dần như thế. Cho nên các Phật tử ở đây, nam cũng như nữ Phật tử về nhà thực tập cái hạnh tự tại này nhé. Vợ con nó nấu cho mình cái gì ăn cái đấy, không đòi hỏi, nghe không? Cứ đòi hỏi nhiều khổ cả vợ ra mà mình cũng khổ. Đó. Cho nên cho gì ăn đấy, và đấy bây giờ tôi sống là do bà nuôi tôi, nào tôi ăn thế. Đấy, thế là thoải mái, rất là vui, nghe không? Thế là tự nhiên, rất là để học hành các thầy như thế. Ăn uống tự tại không có vấn đề gì, cho gì ăn đấy. Nha.
Thì chúng ta thực tập cái hạnh này, thấy được cái chữ Cà Sa Chàng này này, Cà Sa Chàng, cái chữ chàng là cái biểu tượng, tức là người đệ tử Phật thực tập cái hạnh tùy thuận, tùy duyên, thiếu dục, tri túc, không đòi hỏi, ít đòi hỏi nhá, thì nó được tự tại. Chính vì như vậy cho nên chúng ta làm sao? Sẽ tiêu được nghiệp chướng. Cho nên ở đây Phật dạy này, nếu người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Phật như thế thì người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Sống mà chúng ta tiêu diêu tự tại như vậy, tiêu được nghiệp của mình đấy, tiêu đại chúng, tiêu tội đấy. 100 đại kiếp chúng ta tạo tội nhờ mình sống như thế này, nghe tên Phật Cà Sa Chàng này, theo hạnh của Ngài mình tu, mình sẽ tiêu trừ được tội. Đấy, hay như vậy đấy. Thế còn chúng ta mà không biết thực tập cái này, suốt ngày đòi hỏi chiều theo dục vọng mình thì mình lại tội cũ chưa hết lại sinh ra tội mới do dục vọng của mình đấy. Thế còn bây giờ mình sống tự tại như thế này, nuôi mình thế nào mình sống thế, cho mình thế nào mình ăn thế, rất tự tại, và mình tiêu được nghiệp. Nhờ đó mà mình tiêu được nghiệp đấy, thưa đại chúng. Đấy nhá, các thầy cũng đang phải ăn như thế để cho tiêu nghiệp đấy, không phải chuyện chơi đâu nhá. Đức Phật Thích Ca chế ra cho các ông sư ốm bình bát là ăn như thế để tiêu nghiệp đấy, vừa làm ruộng phước chúng sinh mà lại vừa tiêu nghiệp cho chính mình, thấy không? Có hôm ấy đi khất thực thì người ta cho được ăn đồ ăn đầy đủ, có hôm mà không có, đi một đoạn là đến giờ rồi phải về, chứ có phải được đi đến chiều đâu. Đúng ra ngày xưa Phật nói hình như là chỉ được đi khất thực qua 7 nhà thôi, qua 7 nhà rồi mà không có cơm là phải vác bát về đấy đấy, nên là phải về là hôm phải nhịn đói, đói cũng phải vui vẻ nhịn, thấy không? Đấy, còn đi có hôm người ta cho đồ ăn ngon thì được ăn ngon, cho đồ ăn dở thì cũng ăn dở, cũng phải vui vẻ, hoan hỉ, như thế được tiêu tội. Đấy, cho nên Phật mới dạy này, nếu mà nghe danh hiệu Phật Ca Sa Chàng Như Lai này vào mà chúng ta thấu được á, chúng ta ứng dụng được thì chúng ta sẽ siêu thoát tội chướng sinh tử 100 đại kiếp. Hay không? Rất là hay. À, nhá, cho nên các Phật tử hôm nay nghe này là về ứng dụng được. Nghe không? Ở nhà bà xã bà cho ăn gì ăn đấy, không đòi hỏi, mình sống như thế nó nhẹ rồi. Có nhiều ông chồng khó tính lắm ấy, nhiều cô vợ rất là khổ, gần như cả đời mình chỉ làm ô xin để phục vụ món ăn cho ông thôi, rất khổ, trái ý ông là quát lác lên. Thầy nghe nhiều cô đấy nói mà khổ lắm, chồng con khó tính lắm thế ạ, ăn uống rất là khó, thế có phải khổ không? Vợ chồng với nhau mà cứ là người ta đầy ải, người ta thế cũng khổ, lo cho mình cái miệng, cái lưỡi của mình thôi, rất khổ. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thời người này được gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho đều được thành đạo Bồ Đề. Ai mà nghe đến tên của Ngài, đến danh hiệu Ngài, thì người này sẽ được gặp hằng hà chư Phật, và các chư Phật này đều nói pháp màu cho mình nghe, đều thành được đạo Bồ Đề. Hay không? Thế thì vậy cái hiệu, danh hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai có ý nghĩa là gì? Đại Thông Sơn Vương, thì chúng ta biết Sơn Vương tức là gì? Là núi vua. Vương là vua, Sơn là núi, Sơn Vương là cái núi vua. Cái núi vua tức là cái núi to nhất, to nhất trong các núi. À, ví dụ trong một cái cõi của chúng ta thì có một cái núi chúa to nhất gọi là núi chúa Tu Di. Núi Tu Di là cũng là núi vua. Thế ở Việt Nam mình có cái núi nào là cao nhất, to nhất? Phan Xi Păng, đấy là núi vua của Việt Nam, nghe không? Đấy, thế mỗi một nước sẽ có một cái núi, núi vua, còn cả một cái trái đất này có một cái núi to. Còn cả cái Nam Diêm Phù Đề chúng ta thì có cái núi chúa gọi là núi vua Tu Di. Núi Tu Di là núi, hay còn gọi là Diệu Cao Phong cũng thế, là cái núi này đấy. Đấy. Thế thì cái núi thì chúng ta biết rồi, nó rất vững chãi, nó bất động, đúng không? Gần như là thế, đã gọi là núi mà, vững như núi, vững chắc như núi, Thái Sơn. Đấy. Thế thì ở đây ấy, cái núi Sơn Vương này là tượng trưng cho sự vững chắc, sự bất động, nghe không? Không dao động. Rồi Đại Thông nghĩa là gì? Đại Thông tức là sự thông suốt, không chướng ngại. Thông này là thông suốt, mà thông suốt này cũng tức là trí tuệ, là bát nhã đấy. Cho nên cái chữ Đại Thông này diễn nghĩa ra nó chính là nói về trí tuệ bát nhã. Nhờ có bát nhã trí tuệ cho nên chúng ta được vững vàng như núi, như núi vua, như núi Thái Sơn, nghe không? Không dao động, chúng ta an định trước tất cả mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh. Vì có bát nhã trí tuệ cho nên thông suốt không chướng ngại, và thông suốt không chướng ngại cho nên mới được không dao động, mới được an định,
là như vậy. Cho nên Đức Phật, các đại Bồ Tát, tâm các ngài không dao động, gọi là như như bất động. Cái chữ Như Lai cũng là như thế đấy, bất động, không dao động. Chúng ta thì động cái là động ngay, phải không? Chuyện nhỏ tí thôi cũng động thôi. Đang đi đêm một chợt chợt con trồn hay con chuột nó chạy một cái là mình đã hoảng hết cả lên rồi, đã động rồi, không an định, nghe không? Đấy, cho nên tâm của chúng ta là phàm tâm, không an đâu chút nào, nó lăng xăng chạy nhảy như vượn như khỉ. Cho nên chúng ta nhiều phiền não là thế đấy, đúng không đại chúng? Ngồi đây nghe pháp thì an an một chút, tí nữa ra ngoài xe cái là bắt đầu phiền não nổi dậy, phải không? Như sóng biển đấy, thế mình có an đâu, đủ thứ chuyện nó ập về đấy. Thế chúng ta làm gì thì chúng ta còn thiếu cái trí tuệ, cho nên chưa thông suốt, chưa thông suốt cho nên là chúng ta còn dao động, còn nổi sóng, còn đau khổ. Vậy cho nên ấy, nếu nghe đến tên của Phật Đại Thông Sơn Vương Như Lai, biết hạnh của ngài đó là phải tu tập khai mở trí tuệ cho thông suốt, xả trừ các cái chướng ngại chấp trước, chúng ta sẽ được an định như núi. Cho nên trong Kinh Kim Cương Phật dạy đấy, ông á, nói pháp Bát Nhã cho người ta là ông như như mà thuyết pháp, đó, không có bất động mà thuyết pháp. Đó, đấy, bất động mà thuyết pháp. Để cho người ta thấy, nếu mà đã có trí Bát Nhã mà anh còn dao động thì tức là không phải trí Bát Nhã. Trí Bát Nhã là phải quán để thông suốt được cái pháp giới này. Đó, cho nên mà thành tựu được cái đại thông này là phải nhờ trí tuệ Bát Nhã. Và có Bát Nhã thì anh mới được vững vàng như núi không dao động. Đó, và chính cái điều này thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta dao động trên chúng ta rất khổ. Cũng cái sự việc ấy xảy ra mà tâm mình nó bình tĩnh, nó an định ấy, thì chúng ta giải quyết nó rất là nhanh, rất là đúng. Nhưng tâm chúng ta nhốn nháo lên là giải quyết lộn xộn, hỏng hết. Và vì vậy, chân Phật mới dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Giữ tâm an ổn một chỗ thì không có việc gì không thành tựu. Đấy, Thầy vẫn nói đây là cái câu thần chú. Câu thần chú này là hay, hay nhất, chứ không có cái câu thần chú nào hay hơn nó đâu. Trước mọi cái để tâm an định nhé, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Giữ tâm mình an định trước các hoàn cảnh, các chuyện thì mọi việc nó sẽ an ổn, sẽ thành tựu. Đấy, đến chỗ này đây này. Cho nên người nào mà nghe đến danh hiệu Phật Đại Thông Sơn Vương Như Lai này vào thì người này sẽ gặp hằng hà chư Phật, hằng hà sa chư Phật nói pháp màu cho nghe. Đấy, anh có Bát Nhã, anh thấy được Bát Nhã, anh hiểu được Bát Nhã, anh thực tập Bát Nhã thì đương nhiên anh sẽ thấy hằng hà chư Phật nói pháp cho anh. Và Bát Nhã nó rất màu nhiệm, nghe không? Vào được Bát Nhã thì nó rất màu nhiệm đấy, nó thấy được cái màu nhiệm của pháp giới. Sắc tức là không là thế nào? Cái này phải vào Bát Nhã mới thấy được, chứ không phải tự nhiên mà nói thấy được đâu. Từ nơi Bát Nhã mà thấy được thực tướng của tất cả các pháp. Đấy, đó, cho nên cái chỗ này là cái chỗ vi diệu, sẽ thấy được pháp màu, cái màu nhiệm của Phật pháp là chỗ này. Lại về thuở quá khứ, có các Đức Phật, Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tiểu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Đức Thích Ca về giới thiệu tổng quát và đại diện, còn nhiều lắm, ta không thể nói hết được, còn nhiều lắm, ta kể tiếp được mấy Đức Phật này. Đức Tịnh Nguyệt Phật, Tịnh Nguyệt tức là gì? Mặt trăng thanh tịnh đấy. Nguyệt đây là mặt trăng, thanh tịnh. Mặt trăng còn được biểu tượng trong Phật pháp là trí tuệ. Đấy, đấy, cái trí tuệ của Phật pháp ví như mặt trăng, vì cái ánh sáng của mặt trăng đêm rằm á, nó sáng mà nó mát mẻ, an lành, đúng không? Đấy, thế còn cái ánh sáng mặt trời thì nó cũng sáng đấy, nhưng mà nó gay gắt. Thế cho nên thường trong nhà Phật thường hay nói đến trí tuệ. Trí tuệ Bát Nhã thường hay nói đến mặt trăng, mặt trăng trí tuệ. Đấy, chân bạch trong bộ kinh Lăng Già nói gọi là lăng già nguyệt đấy, tức là mặt trăng trí tuệ, tịch tĩnh là như thế đấy. Đó, thì Đức Tịnh Nguyệt Phật cũng là nói về phẩm chất trí tuệ, tu tập trí tuệ. Đức Sơn Vương Phật cũng thế, Chí Thắng Phật, Tịnh Danh Phật. Cái chữ tịnh danh này trong kinh Phật chúng ta có bài kinh tịnh danh, hay là gọi là kinh Duy Ma Cật đấy. Đấy, gọi là kinh tịnh danh, hay là gọi là bộ kinh nói về pháp môn bất nhị. Đó, thế thì người tu Phật cũng thế. Thầy nói thêm chỗ này, người tu Phật là phải đi đến chỗ tịnh danh,
sạch được các cái danh và phải đạt được cái danh trong sạch. Cái chữ tịnh danh vừa là sạch được các cái danh và lại đạt được cái danh trong sạch. Sạch được các cái danh gì? Là các cái danh cấu nhiễm trần cấu này. Ở thế gian chúng ta khổ về danh, đúng không? Dính vào cái danh gì là khổ về danh đấy. Đến Thầy nói vui bảo là cái anh bảo vệ thôi cũng chết về danh, đúng không? Tôi chỉ làm gì làm cái anh bảo vệ thôi nhưng bắt đầu cũng ra oai lắm. Đấy, anh nói vui mấy chú bảo vệ trường mình đây cũng oai lắm chứ. Nhiều khi chủ tịch tỉnh lên đây cũng phải xuống xe mà xin các chú van vái mãi, không điện được cho thầy thì cũng phải xuống van vái các chú chứ, đúng không? Thứ bộ trưởng về đây cũng phải xuống van mấy chú là chú mới cho xe lên, vì chùa quy định là xe khách phải đỗ dưới bãi, trừ Phật tử về tu thì cho thẳng đường lên thôi. Thế cho nên mấy ông này về mà không điện được cho thầy, thầy tắt máy không điện được thì cũng phải xuống vái mấy chú bảo vệ chứ. Thế lúc ý là cái danh của chú quan trọng lắm đấy. Tôi là bảo vệ của chùa Ba Vàng đây này, nào ông, tôi thiết đúng luật đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái danh dù nhỏ tí thôi cũng làm chúng ta khổ. Mình là ông chồng cũng là cái chữ danh đấy, chồng cũng là danh. Ông chồng mà tôi là chồng, tôi phải có quyền, nghe không? Cô phải nghe tôi. Đấy, tất cả là cái danh đấy thưa đại chúng nha, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cho nên cái danh ấy, Tây Thầy chỉ nói cái danh bé tí thì tí thôi mà làm chúng ta khổ đấy. Cho nên nhà Phật đấy làm sao để chúng ta học thấu được cái chỗ này, không bị vướng vào cái danh. Cái danh này là cái danh trần cấu làm cho chúng ta ô nhiễm. Thế cho nên phải sạch được cái danh này và phải đạt được cái tịnh danh, tức là cái danh chân thật. Nghe không? Cái danh chân thật đó là gì? Là cái danh mà không danh. Đấy. Đấy, danh không danh này mới là cái danh chân thật. Là cái danh này là bất khả tư nghì. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật gọi là tịnh danh ở chỗ đấy. Ông Duy Ma Cật tức là tịnh danh. Nghe không? Cái danh này không phải cái danh như thông thường chúng ta ấy. Nhá. Đấy, cho nên trong Lão Tử nói đấy, danh khả danh là phi thường danh, là chỗ đó đó. Đạo mà còn có thể nói là đạo được là chẳng phải đạo, là chỗ này. Đấy, thưa đại chúng, thì cái danh nào chân tịnh danh phải đạt đến cái đó. Đến cái danh mà không ai có thể thay thế được nữa thì mới được. Cái danh đó là cái danh hiệu Phật đấy. Wow, cái danh ấy là không có ai có thể làm gì được. Đó, cái đấy là cái tối thắng, là thanh tịnh về danh. Đức trí thành tựu, đấy, trí thành tựu cũng thế, trí tuệ thành tựu, đức vô thượng Phật là không ai cao hơn, đức diệu thanh Phật, âm thanh vi diệu, đức mãn nguyệt Phật, đức nguyệt diện Phật, vân vân. Có bất khả thuyết các đức Phật như vậy, nhiều lắm, vô số danh hiệu các đức Phật. Tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai, vị lai tức là thọ chúng ta bây giờ đây, đang là thọ vị lai so với kinh Địa Tạng này. Hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Nha. Đấy, cái chữ niệm này, đại chúng hôm trước Thầy đã giảng trạch chữ niệm rồi. Không phải là tụng tên Phật, là niệm. Niệm đây là như vừa nãy Thầy nói đấy, là nhớ về Phật, hiểu nghĩa Phật, nghe không? Biết hạnh Phật, biết ân Phật. Đó, đấy, mới nhớ như vậy mới là nhớ, mới là niệm. Chứ không phải là đọc tên Phật ra, đấy là niệm. Nha. Tụng đọc cũng là một cách nhớ, nhưng mà chưa đầy đủ. Nha. Cho nên chúng ta tụng đọc danh hiệu Phật vẫn tốt, không sao. Nhưng mà tụng đọc, miệng tụng danh hiệu Phật mà tâm mình phải có Phật ở trong. Tâm phải có Phật nghĩa là gì? Có đầy đủ những cái công hạnh của Phật nơi này này, mình học trong này, nhớ được công hạnh của Phật ở trong này. Chứ không phải chỉ miệng đọc tên Phật mà tâm chẳng có nghĩ đến Phật chút nào. Cho nên như thế người ta vẫn gọi miệng Nam Mô mà bụng rau găm đấy. Hiểu không? Nhớ cho Thầy, luôn luôn nhớ cho Thầy chỗ đó. Miệng tụng danh hiệu Phật nhưng mà tâm mình phải có Phật trong này. Có Phật tức là gì? Nhớ về công hạnh Phật, nhớ về ân đức Phật, nhớ những lời Phật dạy, pháp Phật dạy để chúng ta thực hành. Thì đấy mới là có Phật trong tâm. Chứ còn chỉ miệng mà cứ tụng tên Phật thôi, còn thì tâm chả có Phật tí nào cả. Chả một lúc nào mà nhớ nghĩ Phật về công hạnh của Phật cả, nhớ pháp Phật dạy cả. Thì làm sao gọi là niệm Phật? Đấy, niệm Phật chân thật là phải có Phật trong tâm mình. Đó. Thế thì những người mà niệm được danh hiệu Phật như thế, như hôm nay chúng ta phân tích với nhau, thì người này quả thật là được vô lượng công đức. Đó. Những chúng sinh đó lúc sanh lúc tử được nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Nghe không? Cái người đã có Phật trong tâm thì quả thật sẽ không đọa.
nhé. Chứ không phải là niệm đọc tên Phật cho nhiều nhưng trong tâm mình chẳng có Phật chút nào thì người vẫn đọa như thường. Cho nên miệng niệm Phật, đọc tên Phật, tâm phải học hành Phật, thân phải hành lời Phật dạy thì mới thật là có Phật nhé, mới là nhớ Phật, niệm Phật thật. Như có người nào sắp màng chung, hàng thân quyến trong nhà nhân đến một người vì người bệnh đó, sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Đoạn kinh này Phật nói như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng. Chứ không phải bây giờ có người hấp hối sắp lâm chung ta đến, ta cứ đọc tên Phật cho người ấy là xong. Nhất khoát là đọc tên Phật, người ấy làm sao? Phải hiểu, phải giác ngộ được, phải biết sám hối. Đấy mới gọi là đọc tên Phật cho người ấy nghe. Cho nên bây giờ Thầy nói mình sống đây này, khỏe như thế này này, đọc tên Phật mình còn chẳng thấy được chuyển hóa gì ra. Thế huống hồ người sắp chết rồi, phải không? Ác nghiệp nó hiện ra, nó cuồn cuộn như thế, làm sao mà đòi mà hết được tội. Mình sống đây này, khỏe đây này, nghe tên Phật liên tục đây này mà còn chưa hết tội này, mà còn chưa được chuyển nghiệp đây này, thế huống hồ người sắp chết. Cho nên ở chỗ này là khó, khó trong khó đấy nhé. Cho nên ấy, chúng ta khi xưng danh hiệu Phật cho người lâm chung, tức là người này phải tuyên dương được danh hiệu Phật, phải nói cho người đấy hiểu nghĩa về Phật như thế nào, hạnh đức của Phật như thế nào, người ấy từ đó mà giác ngộ ra được, ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Ở đây Phật nói trừ tội ngũ nghịch, trừ cái tội vô gián, ngũ nghịch trọng tội thôi đấy, nhưng mà phải ăn năn chân thành sám hối. Thì cái lúc ý mà khởi được tâm chân thành sám hối cái giờ phút lâm chung đấy, thì nhờ cái tâm tha thiết ấy nó có thể chuyển hóa được tội lỗi. Đấy, vì cái niệm lúc lâm chung quan trọng, cận tử nghiệp rất quan trọng. Lúc ý mà khởi được cái tâm chân thật sám hối thì nó rất mạnh, chân có thể chuyển được nghiệp chỗ đó. Đấy nhá, để chưa thưa đại chúng. Nhưng mà cái người này này, cái người thiền hiếu tri thức này này, đến phải do người ta hiểu được, chứ không phải chỉ đến A-di-đà Phật, thế không đâu. Cho nên phải khai thị, phải giúp cho người ta hiểu giác ngộ được, thấy được tội lỗi của mình, sám hối, ăn năn và thiết tha quay về quy Phật pháp, thì người đó mới được chuyển hóa, mới được diệt tội. Chứ còn chết thì phải không? Tai điếc hết rồi, không còn biết gì nữa rồi mà đến không ăn thua. Thầy nói đến chợ niệm duyên, những cái gọi là chỉ gieo duyên thôi, chứ không thể nào chuyển hóa cái nghiệp người được đâu. Thế cho nên chúng ta nhớ là không bao giờ ỷ vào ban chợ niệm, là tôi cứ sắp chết rồi mời ban chợ niệm đến, phải không? Thuê ban chợ niệm đến, có ban chợ niệm bây giờ là làm tiền cho nên gọi là thuê. Ha, đến này. Còn nhiều ban chợ niệm của chùa chúng ta là không được phép thu tiền. Nhá. Đấy thì không được nghỉ vào ban chợ niệm mà tôi cứ chết là mời ban chợ niệm đến là tôi sẽ vãng sinh. Cái đó là sai hoàn toàn. Chúng ta như thế là sai với Phật pháp, sai với nhân quả luôn. Tuyệt đối mà phải nỗ lực tu tập từ khi chúng ta còn khỏe, phải học pháp cho hiểu thấu đáo và hành pháp cho chân thật. Thì đến lúc đó chúng ta mới hy vọng được chứ. Đến lúc ý là chị em ta đến ta khai thị một câu hai câu là mình tỉnh ngay, vì mình đã được học được tu rồi, nó thuần rồi. Còn bây giờ cả đời chả học, chả đến chùa, chả nghe pháp một câu nào, đến lúc ý đến đọc à ơi vài câu A Di Đà Phật mà bảo rằng được vãng sinh, niệm cho một hồi bảo vãng sinh, và không phải đánh khánh cho to mà bảo vãng sinh, không phải đâu. Đó là không đúng một chút nào, không đúng nhân quả nữa. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng dần dần được tiêu trừ. Đấy nhá, nhờ thiện tri thức khai thị cho mình phạm tội ngũ nghịch trọng tội vô gián địa ngục đấy, nhưng mà nhờ mình lúc ấy còn kịp ăn năn, được khai thị Phật pháp, giác ngộ ra kịp ăn năn, vẫn phải trả quả báo xuống địa ngục như thường, nhưng dần dần sẽ tiêu tội hết. Đây thì Phật nói cho nên cái tội vô gián này không cứu được, phải đọa địa ngục. Nhưng đọa địa ngục rồi dần dần sẽ được tiêu trừ, chứ không phải là Phật nói là anh hết tội vô gián đâu. Đấy, như sao chúng ta thấy ngũ nghịch trọng tội giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán, năm cái tội trọng này thì đã phạm ngay vào tam phước vãng sinh rồi. Tam phước vãng sinh của mình là phải hiếu kính cha mẹ, phải không? Thế mà lại giết cha mẹ thì phạm tội ý, thì làm sao mà có tịnh đức để mà vãng sinh tịnh độ được. Cho nên ấy, phải nói tam phước vãng sinh vẫn là căn bản của pháp môn tịnh độ. Đấy là căn bản của tu tịnh độ. Chùa chúng ta tu thiền tịnh là thế. Thế tịnh này phải lấy tam phước vãng sinh làm căn bản nhé. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đầy đủ các thiện pháp, các thiện nghiệp.
thế mới chuyện vãng sinh chứ. Không phải nói chuyện vãng sinh đơn giản đâu, niệm vài câu A Di Đà Phật mà vãng sinh không có chuyện ấy đâu. Tu thế thì dễ quá, người ta bảo đạo Phật mình là cái đạo viển vông, nghe không? Không có chuyện ấy. Đó mà phải chân thật tu tập. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này được vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Đấy. Đấy là nhờ người khác tuyên dương về danh hiệu Phật, chúng ta hiểu ý nghĩa Phật để biết ăn năn sám hối, tu tập. Còn bây giờ nếu tự chúng ta, đây như Phật tử như là tự thân mình, phải không? Xưng danh hiệu Phật, tuyên dương danh hiệu Phật lên và tự con thực hành công hạnh theo lời Phật dạy thì sẽ được vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Tự thân mình còn tỉnh táo, còn khỏe là chúng ta tu tập, nhất khoát mình sẽ chuyển hóa. Nha. Đấy, cái chỗ này là được Phật khích lệ chúng ta. À, thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây, chấm dứt cái phẩm thứ 9 để sang đến quyển hạ, buổi sau học quyển hạ, phẩm 10. Nha, phẩm thứ 9 nói về danh hiệu Phật, xưng dương danh hiệu Phật, tuyên dương danh hiệu Phật. Mỗi danh hiệu Phật, Thầy nói cũng ví dụ giống như danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, là biểu tượng cho sự gì? Giải phóng dân tộc, cho sự tự do, độc lập của dân tộc, là con người vì quyền con người. Đó, thì cũng thế, danh hiệu mỗi Đức Phật là đều tượng trưng cho một cái công hạnh hoặc nhiều cái công hạnh chúng ta phải tu tập. Và chúng ta nghe danh hiệu Phật ấy là phải thực tập cái công hạnh đó là chính, chứ không phải đọc tên Phật ấy là xong. Đại chúng nhớ thế cho Thầy nhé. Đọc tên Phật không xấu, nhưng mà phải thực hành công hạnh. Đúng không ạ? Hôm nay chúng ta dừng cái phẩm thứ 9 ở đây. Thầy rất mong đại chúng hiểu được, qua cái phẩm này đại chúng hiểu rất rõ về việc niệm danh hiệu Phật nhé. Tụng đọc niệm danh hiệu Phật nó khác nhau như thế nào để chúng ta tu tập. Chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật.